đây đó rồi cái kia đó, thường thường á là đầu năm á là mình thọ dược sư Kim Cang và Vô Lượng Thọ là ba ngày đó là chính đầu năm, tức là cũng cái kinh dược sư mà để mà tụng bây giờ cái những cái chai đàn dược sư đa số người ta tụng từ ngày mùng một mùng tám tháng giêng rồi đây là tháng đúng rồi ngày tụng kinh dược sư rồi dược sư Vô Lượng Thọ và Kim Cang là cái đầu năm là trụ trì ngày đó còn thường thường là mình trụ Lăng Nghiêm rồi rồng 14 là sám hối với là cầu an tên là Di Đà với là Phụ Môn rồi nhưng mà cái thời gian gần đây tại vì mấy cái đứa cháu thầy trong cái trung thu rồi thì tự nhiên sao đấy giống như là còn một cái vị nào đó rồi thôi coi giờ con đem ra con tụng là dược sư thì tụng dược sư rồi cái con đi danh hiệu thì khi đó là tại vì buổi chiều rồi là hơi đông rồi thì tự nhiên mình thò giờ mình đóng phương giáo dụ dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật xong rồi dùng vô dược sư Lương rồi đến một khoảng độ tới 10 biển thì bắt đầu giống như là còn một con bướm nó đầu vào trên cái đầu mình rồi nó đi xuống theo cái sức sống rồi đi xuống nhiều khi có một lần thì nó đi xuống rồi là lặng mất thêm lần một lần khác nữa thì nó đi xuống rồi nó đi xuống đi lên ba lần như vậy mà mình sức sống mình lặng lắm rồi để khi nó tỏa ra hai vài thì mất đó là cái triệu chứng gì xin thầy khai thị rồi tức là niệm mới Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Vương Phật là niệm như vậy là niệm được khoảng 10 lần là thấy có một con bướm nó giống như nó đậu trên đỉnh đầu rồi nó đi xuống dài nó tỏ xuống nó tỏ ra hai cái dài rồi sau đó là nó biến mất và nó cái trạng thái nó bao lâu vâng khoảng rồi chưa tới có khi thì nó 30 giây mà có khi thì vậy là thôi rồi sau đó tụng thì không có bị gì nữa có gì đấy bình thường rồi bây giờ tất cả bây giờ để tôi stop ngay đây để tôi xả giới cho quý vị rồi bắt đầu tôi mới đi tiếp vô cái vấn đề này dạ giờ tôi sẽ trả lời nhưng mà để xả giới đã dạ xả giới đứng lên xả giới à quý vị thọ pháp quan tài đứng lên xả giới còn quý vị nào không có thọ pháp quan tài thì cũng ngồi xả hết luôn ai mà thọ sa di vô duyên gì đó là sa di sa di ni thì tôi xả hết luôn A Di Đà Phật, một lần nữa con xin kính mời tất cả quý vị tăng sa di ni, các vị thọ giới bát quan trai vui lòng quan tập về chánh điện để thầy làm lễ xả giới một lúc cho tất cả quý vị, bởi vì có một số quý vị cần phải sớm. Xin nhắc lại, xin mời tất cả quý vị tăng sa di ni, thọ giới tu học xuất gia duyên duyên mấy ngày qua. Cũng như tất cả quý vị Phật tử thọ pháp quan trai vui lòng ôn tập về chánh điện để sư phụ làm lễ xả giới ngay bây giờ. Cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật. Đất ba tiếng chuông cho thầy. Quý vị chắp tay lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Pháp Tu xuất gia gieo duyên và thọ bát quan trai tại chùa Bồ Đề đã đến ngày Chủ Nhật. Chúng con đã là những người có phước báo từ nhiều đời nên sanh vào đời mạt pháp nhưng được gặp giáo pháp của Đức Như Lai. Chúng con lại được lục căn đầy đủ, rồi chúng con được tu bát quan trai giới, rồi chúng con lại được thọ giới và xuất gia gieo duyên làm sa di sa di ni đoản kỳ từ ngày 4 tháng 10 cho đến ngày 6 tháng 10. Hôm nay vì gia duyên ràng buộc, tất cả giới tử chúng con phải trở về quê quán trụ xứ để lo bổn phận của một người cư sĩ tại gia. Những vị nào đã thọ Bồ Tát giới tại gia, thọ thập thiện, quý vị hãy giữ trì cái giới Bồ Tát giới tại gia để sau này có tu hành thì quý vị trở thành những vị Bồ Tát trở về đây với độ chúng sanh. Những vị nào đã thọ ngũ giới thì quý vị hãy giữ tròn liên bát quan trai giới là cái giới chỉ thọ một ngày một đêm rồi sau đó trả lại chứ không có giữ luôn. Liên xuất sơ những cái giới mà xuất gia gieo duyên thì quý vị giữ 10 giới trong thời gian qua để mà gieo cái duyên đầu tròn áo vuông. Hôm nay cái giới đàn này đặc biệt là có u minh nhân giới. Những vị mà tu gửi giới đàn u minh giới có nghĩa là trong công đức này quý vị không có phải là người tu mà cha mẹ của quý vị dùng cái thân của quý vị để mà xuất gia. Với cái công đức này
thì những cái hương linh ông bà của quý vị đang ở cái cõi ngạ quỷ thì sẽ bay về các cõi người và sẽ được sanh ra, kiếp sau sẽ được làm người, sinh ra nhờ pháp, sống đời chân tu, rất nhiều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia. Đó là nói về những cái hương linh của quyền thất tổ mà của quý vị. Chút nữa quý vị hỏi cái thầy Tệ Quán và một số thầy mà có cái khả năng mà thấy được người âm, thì bữa nay lần đầu tiên quý vị ghi một câu, một cái người nào mà ghi cái họ của quyền thất tổ của họ Nguyễn, hoặc là của quyền thất tổ họ Trần, hoặc là họ Huynh, hoặc là họ gì, nói cái câu đó là nó kéo vô một lần mấy chục người luôn. Thành ra bữa nay hương linh về rất là đông. Thành ra sau khi cúng kiến xong thì cái không khí tại ở dưới cái chỗ mà ở dưới lầu rất là vui vẻ. Thành tôi cũng rất là cảm ơn ngài Hư Vân, con cảm ơn ngài đã ở trong cõi trời đấu sức, con nương theo cái đức hạnh của ngài lúc ngài còn ở cõi Ta Bà thường lập u giới đàn u minh giới. Ngày nay nhờ ngài dùng thần lực gia bị khiến cho cái pháp tu đến ngày hoàn mãn, không có những gì nó trở ngại, không có các ma chướng. Con nguyện hồi hướng cho tất cả các giới tử hôm nay có gửi với đàn u minh giới, những vị đó ngay trong ngày hôm nay nếu ở cõi địa ngục đều sanh về cõi trời đấu sức để gặp Phật Di Lặc. Các vị ở trong loài súc sanh thì tự nhiên xả bỏ cái thân súc sanh và bay về cõi trời đấu sức. Riêng các vị ở trong loài mà Atula và các loài mà nhân phi nhân đều được sanh về cõi trời đấu sức, được gặp Phật Di Lặc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Giờ quý vị nghe tôi đây, quý vị sẽ được xả cái giới là vừa bắt quan trai vừa sa di ni, là xả cho cái giới quý vị là không nằm giường cao chiếu rộng. Mô Phật. Xả cái giới thứ hai cho bắt quan trai và sa di ni là không ăn phi thời. Xả cái giới thứ ba cho cả sa di ni và giới mà bắt quan trai là không trang điểm và làm tròn mối hát. Riêng cái giới là không chấp dục thì chúng tôi trở lại cái giới của cư sĩ U Bà Tắc U Bà Di là không tà dâm. Ngoài ra tất cả các giới khác quý vị ráng mà tiếp thủ giữ gìn để rồi quý vị tạo ra công đức, để rồi tất cả thiện đạo chúng ta đều được giảng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị an toàn. Thì kinh Dược Sư nó có hai loại kinh, không biết là bác tụng kinh Dược Sư hay là kinh Thất Phật Dược Sư. Vậy là cái đó là chưa đụng tới. Tại vì Thất Phật thì có luôn bảy vị, nhưng mà ông vậy là ngài tụng có ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Đúng rồi, Đông Phương Giáo Chủ. Thì thật ra đó, ở phương Tây của cái quả địa cầu mình đó, cách đây 14 cái Phật thì có một thế giới gọi là Cực Lạc. Và phương Đông của cái quả địa cầu mình đó thì là có Đức Phật Dược Sư Đông Phương Giáo Chủ, Dược Sư Lưu Ly luôn. Thì hai cái cõi đó đều là cõi Cực Lạc hết quý vị. Nhưng mà nếu mà sanh về cõi Cực Lạc đó thì chúng ta thấy cái hoa sen, mà ở bên Phật Dược Sư cũng sanh trong những hoa sen bảy báo đủ màu đẹp lắm. Mà những cái người mà có duyên với Phật Dược Sư là ai? Đa số là những người mà cúng bông, cúng hoa. Cúng bông, cúng hoa thì cái người đó là rất là cảm ơn. Nhưng mà bác nói rằng cái ngày mà thường thường ta tụng Dược Sư đó là vào ngày cúng sau hội, là mùng 8 tháng Giêng âm lịch đó, là đa số thầy đều mở cái coi như trai đàn Dược Sư là vào ngày đó. Và thường thường thì mở cái trai đàn đó thì thầy tụng cho hết 49 ngày. Nhưng mà thời gian nó ở Việt Nam, bây giờ cái trai đàn Dược Sư không thể nào mà làm 49 ngày cho Phật tử ở Hoa Kỳ, không ai có thời gian hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Nếu mà làm cái trai đàn Dược Sư đó mà đúng nghĩa đó, bệnh gì cũng hết. Là quý vị phải giữ ngụ bát giới nha. Muốn vào cái đàn Dược Sư quý vị phải tu bát quan trai giới là 8 giới. Mà 8 giới đó đó, rồi một ngày đi quý vị 6 thời. 6 thời là sao? Một ngày đó nó có 6 thời. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, rồi buổi khuya, tức là chia giờ là 6 thời. Ban đêm 3 thời, ban ngày 3 thời là 6 thời. Là khi vào đàn đó quý vị tắm rửa sạch sẽ, nghĩa là từ cái ống quần nó cũng phải còn,
cậu chia thun ta kỹ lắm và tắm rửa sạch sẽ để vào đàn tụ. Tụ như vậy rồi đó, một ngày sáu thời, rồi quý vị phải làm một cái tràng phan dài 49 gang tay. Trên cái tràng phan đó, tức là quý vị làm một cái giải, mà giải giống như là giải đó đó, giải lụa, căng qua bên đây 49 gang tay của cái người mà vào đàn đó, đó. Và phải phóng sanh 49 loài vật, phải không? Như vậy đó, quý vị cầu những bệnh gì cũng hết. Mà tại sao như vậy chúng ta bây giờ không thể nào mà chúng ta làm được ở Hoa Kỳ này hết? Riêng có một lần tôi làm trai đàn dược sư ở trại làng A Di Đà 49 ngày. Nhưng mà nó lạ lùng vậy là có người thì vô được cái tuần lễ đầu thì không vô được tuần lễ cuối, có người vô được tuần lễ cuối thì không giữ được tuần lễ đầu, có người không giữ đầu cuối lại vô tuần lễ giữa, tại họ không đi làm, không ai cho nghỉ 49 ngày hết. Trừ có mấy bà già mà ăn tiền bệnh rồi đó thì mấy bà vô mấy bà ở luôn được 49 ngày. Nhưng mà đó là lần đầu tiên tại Hoa Kỳ. Và cái khó tôi làm sao kiếm được 49 loài vật đi. Hả? Ở đây kiếm được 49 loài không quý vị? Không có. Thì bây giờ tôi trở lại đậu hũ. Tự nhiên có người thúc đậu hũ. Tự nhiên mới trong lễ Du Lan mùa này. Nhưng mà tự nhiên thường thường ai đã tụng kinh báo lá là Du Địa Tạng, với ai mà tụng cái kinh mà kinh dược sư. Tức là trong củ quyền của bác có một cái người nào dòng họ có tu. Trong củ quyền bác hồi xưa thì có người nào đi tu không? Thì đó tu sơ sơ tôi mới nói, tu thiệt thì không nói. Có phải là dược sư á, là người nào mà phá giới tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, mà lỡ thọ giới chấp của Phật, mà sợ đọa vào ác thú, thì cái người đó phải đang đọa trong ác thú, mà đời trước lúc còn ở cõi người đã có từng nghe qua danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Người đó bây giờ nếu mà con cháu á, ở cõi này á, mà họ không thể tụng được, mà họ nhớ tới cái Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương và họ báo mộng, họ làm cho quý vị mà họ không báo mộng được cho ông chủ Lăng Nghiêm, sao họ báo mộng được? Ông tu ông chủ Lăng Nghiêm, ông tụng Kim Cang, thì họ không thể nào báo mộng cho ông được. Họ đang ở trong cái loài mà ngạ quỷ và địa ngục đó, họ có thần thông nha, chứ là thần thông của cái nghiệp thông. Thần thông có hai loại, một là tu được chứng và một họ là cái nghiệp. Thí dụ bây giờ con chó phước báo bằng con người không? Không. Nhưng mà cái thần thông lỗ mũi của nó có thể hử được một cái cối ma tí cách xa nó một cây số. Trong khi một cái người ăn trộm vào nhà quý vị mà nó lỡ rớt lại cái nón, và cảnh sát kia đưa cái nón cho con chó nó hử, thì con chó nó biết được cái thằng ăn trộm nó đang ở cách xa nó nằm mai có không quý vị? Và trong cái gia ly của quý vị bỏ cái gì máy nhiều khi rạm ra, nhưng mà con chó của khi nay cảnh sát. Như vậy cái đó kêu là nghiệp thông. Vì con chó đó sở dĩ nó có cái thần thông mà nó đánh hơi với đất sâu như vậy, một cái con cá mập có cái thần thông không, nó thua loài người mà, nó có thể đánh mùi máu tanh cách xa nó 50 hải lý. À, trong khi một con chim bồ câu quý vị bắt nó thả từ phi la mà nó được có thể bay về Seattle trong vòng một tuần lễ, nó có thần thông. Cái đó kêu là nghiệp thông. Do cái nghiệp mà nó có, con chó nó có cái đó để chi? Nếu mà nó không, mình không nuôi nó thì nó đánh hơi được những con vật dưới đất để nó ăn, phải không? Đó kêu là nghiệp thông. Như vậy trong củ quyền của ông có một người nào đã có tu, có thọ giới cấm của Phật, nhưng mà đang bị đọa vào đó. Bây giờ họ trong ông, nhưng mà vì ông tụng Kim Cang, ông tụng Lăng Nghiêm, họ không có vô nhà ông được đâu. Do đó một ngày nào đó họ trong cái mùa Du Lan này nè, là mùa xá tội vong ân, họ được thoát ra nhờ cái công đức ông tu lâu nay, ông cũng có tu xuất gia vô duyên mà ông có nguyện gì đó, thì trong cái mùa xá tội vong ân họ được mở cửa ngục. Họ ra lúc đó họ rờ đầu ông đó. Ông tụng lương hoàng sám là gì? Là sám hối cho ông và sám hối cho dòng họ ông luôn. Thành ra cái đó là phải có cái lý do. Thành ra họ tụng vậy, họ được ra rồi, hơn ra rồi thì họ lại muốn ông là tụng kinh dược sư. Là tụng kinh dược sư chi? Như nãy tôi hỏi nè, ông Tiểu Quán đâu rồi? Sao đi đâu mất một lần tôi kiếm ông, cái ông đi trốn đâu ngủ vậy? Hương Hoa Thỉnh, Hương Hoa Tiểu Thỉnh. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Bước lại đây, bước lại đây, bước lại đây. Tại sao tôi kêu ổng? Nhiều khi tôi nói với gì không tin. Hồi xưa đó, mỗi một lần mà Phật nói về cái thế giới của người âm chư thiên á, Phật chờ ngày một kiền liên về Phật mới nói có không cái gì. Phật nói này, mấy anh vị chờ một kiền liên, tại ta nói cái gì không có cái đối diện tin. Ông này ông chẳng có thiên nhãn gì hết, nhưng mà ông này ông có cái khả năng.
Đời trước ông làm gì ông biết. Ông sinh ra đời với một ngôi sao xấu. Khi mà vừa lọt lòng mẹ chưa được 2 tiếng đồng hồ thì người mẹ đó vì một lý do gì đó, vì đây là Mỹ Lai, có lẽ là bà lấy chồng mà người Mỹ rồi bị người ta nói bà đem dùng ông vào thùng rác khi mới được 2 giờ tuổi. Và vô tình một cái người cha nuôi đó đi ra thấy cái khóc que que và bích ấp ông này từ cái thùng rác, bích ra và đem nuôi như vậy cho tới 5 năm. 5 năm rồi đó thì vì cái chuyện gì đó không biết, gia đình hoàn cảnh gì đó đó, mới đem gửi ông vào chùa. Cho nên là ổng làm một chú tiểu vào chùa khi lúc ổng còn 5 tuổi, tụng kinh niệm Phật. Rồi sau khi đó tới 10 mấy tuổi con? 15 tuổi thì cha mẹ mà lộn thùng rác mới là giờ có đủ khả năng nuôi, mới vô chùa xin ổng ra từ ở trong ông bà thượng nuôi. Thành ra ổng ở chùa từ 5 tuổi tới 15 tuổi là 10 năm làm chú tiểu. Tới 15 tuổi đó thì kéo ra và rốt cuộc là đi qua bên Mỹ theo cái diện con lai. Rồi sau đó ổng cũng không biết cha mẹ ruột là ai, và rốt cuộc người cha nuôi. Và cái ngày mà ổng về Arizona tu mở pháp tu thì ổng gọi điện thoại bà thầy: con biết đi tu á là đã hiếu cho cha mẹ ruột được về cõi trời, nhưng mà con không có cha mẹ ruột mà con có cha mẹ nuôi, con tu cha mẹ nuôi có về cho trời không? Ta nói được chứ, cha mẹ ruột á mà ông tu cho cha mẹ ruột á thì đó là chỉ là đền ơn đáp nghĩa, thì cha mẹ ông mới chỉ lên cõi trời đau lợi thôi, còn ông tu cho cha mẹ nuôi đó thì ông mới là tốt, cha mẹ nuôi mà cái công dưỡng được hơn thì ông đó lên cao hơn cái cõi trời đấu sức là ông dịp đi tù. Thì ông tu tới nay là thầy là kêu là đại đức Thích Tệ Quán. Ông có khả năng thấy được người âm. Hồi nãy đó ông thấy được ba vị hòa thượng để cứ rờ đầu ông hoài à, rờ đầu á. Còn kỳ này đó cũng quyền quý vị về đông lắm phải không con? Dạ chặt nghẹt luôn. Và hồi xưa đó lần đầu tiên mà chúng tôi bước vào cái chùa Bồ Đề năm rồi á, vào cái tháng 3 đó thì xin lỗi quý vị á, vô đây nó âm u, người âm đầy luôn, vô nó cũng dội ra luôn á. Và bây giờ quý vị thấy cái chùa này nó càng ngày càng hưng thịnh, gì âm siêu thì dương thới. Mà trong lịch sử tôi không khi nào mà tôi cho một người đi tu, chỉ gửi được tên một người thôi. Nhưng mà kỳ này vì cái hạnh nguyện của ngài Hư Quân, tôi giả cuộc đời Hư Quân, tôi giái với ngài, xin nhờ cái phước lực của Bồ Tát Hư Quân Đại Sư khiến cho con ghi hết tất cả những cái tên của cụ Nguyên Thất Tổ của những người tu, vì không phải lực của con mà lực của ngài Hư Quân. Xin cho từ vậy ngài cho về rất là đông quý vị ơi. Thành ra tôi nói ông này cũng có khả năng, ông thấy được cái như vậy cho biết rằng trong gia đình ông có người phá giới và họ đã đọ. Hôm nay là về cũng làm cho khi mà con mà trùng nước về vừa đến đó mắc quýt và buồn ngủ, người đó sẽ buồn ngủ. Còn hồi nãy mà sau khi quý vị mà cúng xong ha, mà quý vị cảm thấy vui ha, nói chuyện vui vẻ, mình hồi nãy giờ quay phim mấy ngày nay mình không bà tám mà tự nhiên mình bà tám á, mình chạy chỗ này mình khiều bà kia đó, là ông bà cái gì rất là happy, họ được thoát khỏi cái ra đường dữ đó cái gì. Thành ra ông về ông nên tụng đi, vì trong cái kinh Dược Sư đó có nói một cái đoạn thế này: người nào mà phá giới mà chỉ cần nhớ tới danh hiệu Dược Sư, người đó sẽ được thoát khỏi cái tội phá giới. Quý vị phá giới quý vị phạm, quý vị sẽ đọ nha. Nếu quý vị mà tu mà quý vị phạm giới thay vì làm chư thiên thì phạm giới làm loài rồng, rồng là một chúng sanh. Như vậy đó, ông có đó triệu chứng đó là nãy là củ quyền của ông á, khi ông tụng cái đó là rờ cái đầu ông làm thấy ông nhộn nhộn, y như con bướm đập cái đầu con cũng vậy đó. Rồi ông vuốt tới dài, ông vuốt tới lưng dỗ 10 sát cành, nếu ở lạnh nên sống là hết. Tôi muốn kêu ông lại để cho thấy là ông hòa thượng á, ông là ông dỗ dai. Tại sao dỗ dai con? Tại vì á, thầy đến đây thầy tri ân các vị hòa thượng trụ trì, thì trong này viết hai cái sớ. Hai cái sớ là hai vị hòa thượng và một cái sớ một vị thượng tọ, nhưng mà ông thượng tọ mà giờ gì đó đọc Thích Hạnh Mẫn Hạnh Mẫn là cái ông đó, nếu mà còn sống giọng cũng hòa thượng rồi. Thành ra ông kia viết sớ là hai hòa thượng một thượng tọ, nhưng mà tôi nói luôn là ba vị hòa thượng luôn. Thành ba ông đó đi lui đi tới. Và kỳ trước quý vị có dự quý vị biết đâu, ngày đó đó viết sớ với ông quên viết sớ của mấy hòa thượng cúng cho dưới gơ. Ông giờ một cái diện đập cái bớt luôn quý vị, thiệt á, ông đứng đó nè quý vị, ai đi dự năm rồi đưa tay coi đó, năm rồi đó viết sớ cho tất cả quý vị phật tử mà không viết cho hòa thượng. Ông cái ông mà ở đây á, cái ông mà bị chết bệnh tử đó, Thích Hạnh Mẫn đó, hỏi có thấy không, ông đứng ngay cái lúc bà văn âm đó, ông cầm cái gì quên rồi, cầm cái đèn ông ném một cái bớt. Rồi ở dưới bàn thủ quỷ ở dưới đó, ông làm cho rớt hết, ở trên này cũng rớt, ở dưới cũng rớt luôn. Đó, nhưng mà kỳ này đó là hòa thượng Thích Hạnh Mẫn rất là vui. Vì mình làm đàng hoàng, rồi tôi cho nghĩa là ở đây kêu như là tụi con giống như là kêu một sư ông đâu mà.
thành ra đảnh lễ đồ đàng hoàng, thành ra là mấy ông rất là vui, ông đi qua đi lại, ông ở nó về đây ha, nó biết điều này kia ha, là coi như thật sự tôi nói quý vị là tại sao tôi không dám đứng trên đó quý vị. Hồi xưa các hòa thượng là tụng kinh đứng trên đó đúng không? Đấy nè, không đứng đây đâu, nhưng mà tôi tôn kính các ngài đó, thành khi tôi lên tôi đứng ở đây thôi. Chứ đúng ra mà các vị mà về làm lễ đa số là không đứng đây đâu, hòa thượng nào về cũng đứng ở trên hết, chỉ có tôi không dám đứng. Tôi nói dạ, tôi nói bây giờ đó ba ngày là ơn đứng ở trên đó thì con đứng, mà tôi không đứng ngay giữa, tôi đứng xéo một bên, quý vị có thấy không? Đó là cái tôn trọng người ta đó. Sau này tụi con nhớ đến các chùa mà có các vị hòa thượng mà người ta chết bệnh tử đó, thì quý vị nhớ rằng khi mà tôi chết bệnh tử tôi ở đâu quý vị? Tôi sẽ ở đây, tại vì cái sự nghiệp tôi chưa thành, tôi đang mơ tôi cất cái này tôi sửa cái kia, mà giờ này đó, tôi chưa về cực lạc tôi ở đây. Mà tôi ở đây sao? Tôi đến đây mà tôi không kích động rằng cái ghế này ghế lộn, tôi khi nào tôi dám đứng giữa quý vị đấy, tôi đứng xéo bên, tôi không dám bước lên trở nữa, thì coi như tôi kính trọng ba ngày. Vậy tôi cho đệ tử của tôi là lên quỳ lại ba ngày, tôi dân tôi hồ nước, ổng vui, ổng vui thì sao? Ổng vui cái tự nhiên ổng xui đệ tử xuống cúng nữa, ổng cho cúng nữa, ổng xuống đó là cúng nữa, tôi bảo đảm gì Diệu Khai chút cộng sổ đi có tiền á. Diệu Khai đâu mất rồi, kêu lên đây cho hòa thượng biểu cúng thêm bao nhiêu. Nãy giờ tôi ra tôi nói chị này chắc là không có cho người âm á, không cho người âm coi như là tụng kinh Địa Tạng nhiều nữa, mà lo có đi nghe pháp không đó. Thành ra mấy cửu quyền thất tổ đó, không nói kỳ này ta không có cho mấy bà kia. Nãy tôi nghe hòa thượng mời để ông nói yên chí đi, nãy giờ chứ thấy không lai cũng biết điều, thành ra mấy giờ như vậy tôi bà cũng bỏ phiếu kính, ba ngày ngồi trên bỏ phiếu kính thì hai thuận một chống. Giờ quyết định cho thêm tiền, kêu Diệu Khai lên cộng coi. Diệu Khai đâu? Hương hoa thỉnh, hương hoa tiểu thỉnh, ba lần cung thỉnh, Diệu Khai đã về, hồ thiên an tỏ linh sàng, ta môn hiếu lễ điếm tiền có bao nhiêu? Có một thế giới người âm, ví dụ mới biết đâu, tin đi. Tôi nói cho quý vị đó là ở bên chú center của tôi đó, lúc mà city nó phạt á, thì tôi biết rằng á, tôi á, thì bây giờ đang chú center mà lúc đó có tiền mà mình á giái Phật Di Đà, thì Phật Di Đà bảo đảm không bây giờ bánh mung giúp tôi bánh mung hết, làm giấy phép mà làm lậu là không bánh mung. Mà Phật Thích Ca ông cũng không cho bánh mung, ai bánh mung? Ông thần núi ở đó, thầy trò mới cái thách làm cho thần núi hối lộ chứ, phải không? Mình nói ông thần núi rồi bảo đảm thần không xen vào chuyện này. Obama không bao giờ mà xen vào cái chuyện hối lộ, mà chính là mấy cảnh sát, phải không? Thành ra là làm cúng thần núi xong cái là giái linh lắm bây giờ, hay lắm. Nó xuống đi investor tôi nguyên một cái bồn Ruben mà 1,000 gallon mà tôi không có bơm ít, mà cái đó nó phạt nặng lắm. Cái bồn gallon mà Ruben á, để chạy máy điện cho tôi đó, lớn không có gì, 1,000 gallon. Hả? 5 phút. Thì nó đứng chần chần đó đó, nó bự bằng 5 cái trống đó, cái gì màu trắng vậy đó, mà nó đi lui đi tới nó chụp hoài không ra cái gì, thấy không? Rồi nó xuống nó khám nhà bếp tôi, tại vì một vài nhà bếp cũng không có giấy phép đúng cốt nữa, cái youth center. Vừa xuống tới dưới tự nhiên có cái ổ ông, mấy ngày đó giái cái tiện nhân thần núi đưa đồ ông vào vẽ vậy đó, đúng ba ổ. Cái ngày đó tôi xuống mà nó lạ, ở đó nó lạ cái ông ở đó đó, nó ghét đàn ông mà nó sợ đàn bà. Cái đó tôi nói thật đó, có phải không quý vị? Thầy trò chúng tôi không dám nói láo đâu. Con ông dò dẻ quý vị biết không? Con ông này đó, nó chuyên môn cắn chứ nó không chích. Yellowy. Con ông kia nó chích cắn nó đứt cái dòi rồi, nó không cắn ông mặt ông gì. Nhưng mà cái này ông dò dẻ cái ổ nó, xin lỗi quý vị, nó cũng bằng cái gì đó, nó hơn, cũng bằng cái chuông rồi nha. Cái chuông đó đó, nó làm ngay cái chỗ nhà bếp rửa chén cho mấy bà tám. Vậy mà đó, nó đốt hết người này đốt người kia, mà nó đốt cả tôi luôn. Nhưng mà chiều tới mà lâu lâu tới hồi cái tuần lễ cho mấy bà tám lên rửa chén để mà chuẩn bị nấu ăn, mấy con ông thấy mấy bà tám siết cánh hết. Thì tôi lúc đó tôi không biết tại sao, thì tôi ngủ chim bao, tôi thấy thần núi, ông nói ông thông lai, ông biết sao không? Dạ về chùa ông nhỏ hơn chùa bà. Thế bây giờ quý vị thấy chùa ông làm sao lớn bằng chùa bà, thấy không? Chùa bà lúc nào cũng lớn hơn chùa ông hết á. Rồi đó thiệt. Rồi nó có một lạ lùng, thầy trò tôi làm youth center, nó mũi nó cắn gần chết luôn, đúng không?
Cứ tới chiều cứ 4 giờ là thầy trò chúng tôi chạy trốn lên mà không dám ngồi để mà uống trà tâm sự. Vậy mà ngày nào mà mấy bà tám mà ở chùa với chùa Tổ Đình lên á, mấy con mũi nó chạy đi đâu mất, thầy trò không dám ngồi nào đó ra. Thấy không? Tối đó tôi nằm tôi suy nghĩ, tôi giái hòa thượng tổ sư tôi nói không để tụi con tu hành lên khăn tò thiết pháp công đức của mấy ông này tụ thọ tới 200 năm một giới, 250 giới mà mỗi một giới giữ là có 5 vị hộ pháp, mà không lẽ thua mấy cái bà tám mà giữ 5 giới có 25 trong hộ pháp hay sao? Bây giờ lấy 250 giới mà nhân cho 5 ra mấy con số nào, bao nhiêu? Ai giỏi bao nhiêu? 1 ngày 250 vị hộ pháp mà không có đuổi được mấy con mũi mà đâu kiếm là bà tám giữ 5 giới, phải không? Là có 25 vị. Mà như vậy đó sao mà đuổi được mấy con nghe? Thì tối tôi nằm ngủ tôi nói này không có gì hết, tại vì mấy ông thầy đó, tôi nghe ông thầy núi nói nữa, thông lai ơi đừng có buồn, tại vì đó, tụi con mũi cắn tụi con đáng chịu, còn mấy bà tám cắn cho mày chết, cho mày chết. Thành ra nó sợ quá, nó giống cái gì không có hộ pháp mà hết á, phải không? Thành ra nó, bà công nhận. Rồi sao phá tu với bà tám đến đâu quá đó, rồi bà không có con mũi nào quý vị. Nhưng mà vừa rồi vừa cứu rối ra là mũi, còn lại năm thầy trò trở nên đã tấn công gần chết luôn. Rồi lạ luôn một cái nữa là một đứa con trai và một đứa con gái. Cỡ chừng 8 tuổi nó đi chơi mà không ai nói là cháu nội thầy tệ mãn đâu. Hương qua tiểu tỉnh. Ra đây không? Tôi nói là phải có sách mấy cái chết. Ông này cũng ở trên chú Sơn Tây với tôi nè. Ông có đứa cháu nội phải không? Nó dẫn một đứa bạn gái cháu nội bao nhiêu tuổi? 7 tuổi dẫn đứa cho bạn gái cũng cỡ 8 tuổi đi. Con này. Vậy mà đi vào đi tham quan theo bờ suối, đi coi cảnh ở chú Sơn Tây. Vậy mà nó động thủ ông sao đó. Mà con ông thì không cắn đứa con gái của ông Triển, mà lại cắn đứa cháu nội của ông này. Như vậy mà ông nó cứ đến nỗi con nít mà ông nó cũng sợ, nghĩa là mấy cái con nít nhỏ mà nó bằng mình mà female mà nó không sợ meo quý vị ơi. Có phải không Triển? Con của con á là nó đá cái thổ ông chưa, mà để ông nó ra mà ông là không chích nó rượt hai nha. Nó rượt hai mỗi nó chích. Thì như vậy đó mấy ông thấy rõ không? Ông ở bên kỳ này đó mà đặt ông đàn ông á, nó cũng có giá hơn là ông đàn bà. Không có giá mà ông đàn bà nữa. Cái gì thấy không? Con còn sợ đàn bà đúng không chứ ông? Như vậy là con sẽ thành bà tám thứ thiệt rồi đó. Mai mốt gặp là né. Không, cái chuyện của chú là rõ ràng tôi giải thích bây giờ đó. Có cụ quyền đó thưa quý vị. Còn ai có thắc mắc gì cứ hỏi đi. Thắc mắc gì tu hành gì giảng sanh? Dạ, đưa cho chú Minh Quang. Rồi con về đi con dạ. Một con là sớm thi phai để cho biết là ông hãy thầy nói sai thôi, có sự thật. Thầy là bạch thầy, vừa rồi sư huynh ở đây là có nói về cái vấn đề là con bướm, thì con liên tưởng đến một cái sự việc vừa rồi nó xảy ra như thế này. Là cách đây khoảng hơn 3 tháng, có bà cụ đó, bà năm nay là 86, bà mất. Bà mất thì sau khi đi siêu xong á, thì 3 ngày sau á, là đứa con trai của bà cụ là cậu Út, thì cậu đi lúc đó khoảng là 4 giờ chiều cậu đi làm về. Cậu đi làm về thì tự nhiên mở cửa vào trong nhà thì thấy một con bướm nó cứ bay lượn quẩn trước mặt hoài. Thì cậu mới thật ra thì cậu cũng thương mẹ nhiều lắm, nói chứ tại sao có cái tình trạng mà nó hiện tượng nó lạ như vậy. Nếu mà mẹ về á, mẹ đậu cái tay con. Thì vừa nói xong vậy thì con bướm nó đậu ngay cái tay và cậu ta chụp cái hình con bướm đó. Sau một tuần á, thì tại gia đình muốn thưa với mấy thầy với tụi con là trong cái ban điều hộ niệm á, là đến để làm thất tuần, tức như là tuần thứ nhất rồi để cho đến bảy thất. Thì trong cái thời gian thất thứ ba á, thì cậu ta mới kể cái công chuyện, tại vì con thắc mắc, con nói là vừa rồi á, là cậu nói là có cái con bướm, bây giờ trong cái việc đây thì bây giờ cậu trình bày cho tôi như thế nào. Thì cậu nói là lúc 4 giờ đi về thì thấy con bướm nói như vậy. Rồi con mới nói là nếu mà đúng là mẹ thì mẹ động đến tay con, con chụp hình. Thì vừa chụp hình xong á, đầu khoảng 5 giờ thì ông cụ ông tất nhiên là ông còn sống, thì ông đi chơi đâu bên
gia đình kế bên đó, thì ông mới về. Ông về đứa con Út kể cái tình trạng như vậy thì ông mới nóng lòng. Ông mới nói, Út đâu đâu? Đâu rồi, con bướm ở đâu rồi? Thì cậu ta mới nói là sau khi đó thì nó đậu đâu cái bức màn rồi thì vậy đó. Rồi tìm, cứ ổng cứ tìm. Ông tìm hồi không có thì ông nói xuống, nói tôi bây giờ đi xuống ở dưới basement nó có cái máy giặt, ông nói tôi đi giặt qua cái bộ, mấy cái đồ. Thì ông đi xuống, ông mở cái máy giặt lên đó, thì một con bướm ở trong đó thì nó lẩn quẩn xong rồi nó bay lên. Nó bay lên đó thì ông nói là nếu bà mày á, đúng là bà mày về á, thì đậu trên tay tôi đi. Thì con bướm nó đậu trên tay, thì con bướm nó thật ra thì nó cũng gần bằng tay của con á. Thì con thấy cái sự việc nó tại vì cái này là có chụp hình đàng hoàng. Thì sau khi là làm trung thất thì tụi con cũng làm tại nhà chứ không phải làm tại chùa. Gia đình thỉnh thầy với tụi con trong cái ban một điều có đến và tụng cho bà suốt tuần và tụng cuốn kinh Địa Tạng suốt luôn. Thì con thấy rằng theo Phật nói là bây giờ trong suốt 49 ngày mới là được thọ thai, vậy là đi ra một cái trạng thái khác, tất nhiên là để mà thọ, để mà vào một cảnh giới khác. Tất nhiên là nếu cao thì lên ở trên, mà nếu không thì phải đọa như thế nào đó thì theo cái nghiệp lực của mình. Vậy thì cũng bướm đó, nhưng nếu mà mình thấy được cái hiện tượng như vậy thì mình phải giải thích như thế nào, sư phụ? Bây giờ quý vị lắng nghe đây. Khi mà cái đám tang mà thấy được con bướm đó mà là được mấy ngày rồi. Khi mà cái con bướm mà sau này khi cái bà mẹ của cái cậu nó mất á, làm mấy ngày, chôn xong mấy ngày là mới thấy con bướm. Một dạ thưa, 3 ngày sau. 3 ngày sau, rồi tôi trả lời. Bây giờ tôi nói cái chung á, tất cả trong cuộc đời mà làm nhà sư của tôi đó, khi còn Việt Nam chúng tôi qua đây, đa số những đám ma rồi đó, là sau 3 ngày mở cửa mã đều thấy có những con bướm bay vào, có không quý vị? Tại sao vậy? Con bướm là loài gì quý vị? Loài quá xanh hay loài gì? Quá xanh. Bướm là một loài sâu. Ok, tự nhiên quý vị mà bỏ trong cái ẩm ướt, tự nhiên nó biến con sâu. Mà từ con sâu biến lên bướm có khi chỉ cần có 24 tiếng đồng hồ thôi quý vị à. Thành ra khi đó ông bà quý vị vừa chết xong đúng 3 ngày mà cái thanh trung ấm của ông bà quý vị lúc đó là sanh vào cái loài quá xanh, thì đó 3 ngày. Một là làm con ma cũng là quá xanh. Hai là quỷ thần cũng là quá xanh. Ba làm chư thiên cũng là quá xanh. Bốn mà về cõi cực lạc cũng quá xanh. Mà nếu làm thân người đó thì là thai xanh. Con heo cũng là thai xanh. Con chó, con bò cũng thai xanh. Mà làm con người phải có 49 ngày. Còn làm quá xanh mà cái loài sâu, loài bốm á, thì như vậy là chỉ có vài ngày thôi, tới một tuần thôi. Thì khi con bốm nó vừa vô một cái, tại sao nó biết bay về? Chỗ này hồi đó tôi hỏi, các không ai trả lời được. Sau này tôi gặp ân sư của tôi, người của bạn tôi, ngài mới nói thế này: con người đẻ ra bao lâu mới biết đi quý vị? Khoảng 1 năm. Bao nhiêu năm mới biết nói quý vị? Khoảng 2 tuổi. Bao nhiêu rồi mới biết nghĩa là tự sống được quý vị? À, nhưng mà con gà đó, nó đẻ ra bao lâu nó biết chạy quý vị? Bao lâu nó biết đi chạy con mẹ nó bươi quý vị? Nó kiếm liền con bò, con gì thì còn có sữa mẹ bú con gà. Thì đúng đó sư ông mới nói là tại vì khi quý vị rất là thông minh, nhưng mà quý vị nhập vào ở trong cái bầu thai này đó, quý vị quên hết tất cả những cái gì. Quý vị kêu làm cháu nú á, thật ra cháu nú gì vào thai mẹ. Thì ở trong này bên đó, trái thì lục già, lục non, lục phẩn, rồi rải, rồi đủ thứ chuyện. Rồi quý vị ở trong đó 9 tháng quý vị quên hết. Kêu làm cháu nú mà thật ra mình vô tử cung mẹ là mình dơ rồi. Nhưng mà quý vị cái thân trung ấm này nhập vào quá xanh thành con bướm. Nó có đầy đủ con bướm, có mắt tay mũi lưỡi không quý vị? Con bướm có lục căn, mà lục căn của con bướm nó rất là lẹ. Nghĩa là một ngày của con bướm á là nó bằng 30 năm của mình rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Tại vì nó già lắm rồi. Con bướm sống có mấy ngày, có những con ruồi sống có 7 ngày chết, phải không quý vị? Như vậy do đó lục căn của con ruồi mà nó vừa 3 ngày đó, nó bằng một đứa nhỏ là 10 tuổi rồi. Thành ra nó đầy đủ, nó bay đi. Và quý vị nói gì? Vì mới có 3 ngày trước là bà, thành 3 ngày sau nó sử dụng cái lỗ tai con bướm để đọc được âm thanh quý vị. Quý vị nói gì nó nghe cái đó. Đó là ân sư thì trả lời đó quý vị. Logic không quý vị? Dạ, sư phụ, còn cái câu hỏi thứ hai là vừa rồi là cô Phương á, cô sau khi cô trình bày cái vấn đề của bà cụ của cô Phương mất, thì thầy có chỉ thị là nếu về sau, từ đây về sau á, mà tụi con mà thấy Phật A Di Đà
thì tụi con phải nhớ nguyện để theo Ngài để vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Con nghĩ như thế này, chỉ có Phật mới biết là Phật thật hay là Phật giả, còn như tụi con là người phàm thì khi mà con ma nó hiện đến Phật thì làm sao mình biết Phật thật hay là Phật giả để mình đi theo. Vì cái điểm đó đó mà tôi mới bắt quý vị tụng thủ lăng nghiêm. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, hàng hộ pháp chúng ta là tứ thiên vương, có phải là hộ pháp không? Là cõi trời thấp nhất là tứ vị thiên vương, một ngày một đêm họ sống có 50 năm cõi người mình thôi, cõi tới vợ chồng. Rồi cái cõi trời cao hơn nữa là cõi trời Đau Lợi, là ông Thích Đề Hoàng Nhân, một ngày một đêm mới làm 100 năm cõi người, nó cao hơn, họ sống tới 1000 tuổi. Tứ thiên vương sống tới 500 tuổi à, Đau Lợi sống lên tới 1000 tuổi. Rồi Đấu Sức Đà Thiên một ngày một đêm mới là 200 năm của cõi người mà họ sống được 4000 tuổi. À, không phải Dạ Ma Thiên, rồi Đấu Sức là một ngày một đêm 400 năm của mình mà sống tới 4000 tuổi, là Phật Di Lặc đang ở đó. Trong khi là lên tới thiên ma ba tầng rồi nó sống là tha quá tự tại cõi trời thứ sáu, một ngày một đêm 1600 năm mình mà nó sống tới coi như là lâu lắm. Như vậy Ma Dương là ai? Ma Dương là những ông thầy tu thiền. Ma Dương là những ông thầy tu thiền. Rồi mấy ông thấy ông chứng ông đắc. Ma Dương là ai? Thí dụ như bà Thanh Hải, hồi xưa bà là đệ tử của bà Thượng Như Điển. Bà là một người rất là đàng hoàng. Sau đó bà đi qua Ấn Độ, bà học những hồi thiền với những cái bà ông bà La Môn. Và bà đi thiền, và khi bà thiền mà không có người hướng dẫn thì bà trở thành là bà chứng đắc. Thì họ xưng họ chứng mà. Tại vì Ma Dương họ xưng họ chứng à. Nhớ kỹ, người nữ không được làm ma dương nha quý vị. Trong kinh Phật nói đó. Ma nữ. À, được làm ma nữ. Dạ. ma nữ được không làm ma dương. Đó. Như vậy đó. Là khi quý vị mà hàng ngày quý vị giữ giới thì ai hộ quý vị? Tứ thiên dương. Ông trời đế thích. Nhưng mà ma dương này nó lớn hơn quý vị. Khi mà ma dương nó xuống một cái là trời đế thích chạy ra liền. Vì ông trời đế thích đó chứ ông tứ thiên dương mới là có trung sĩ mà. Cái thằng Ma Dương nó tới thiếu tá rồi, thành nó đẩy như văn rồi hết. Thành lúc đó tôi mới yêu cầu quý vị tụng kinh chú Lăng Nghiêm. Khi quý vị tụng chú Lăng Nghiêm là gì? Hằng hà hà sa kim cang mật tích, kinh sơn trì sử biến hư không giới. Có hằng hà sa gì? Kim cang tạng dương Bồ Tát. Mà kim cang tạng dương Bồ Tát là gì quý vị? Là cầm cái chài và cái là đánh Ma Dương gãy đầu. Do đó mà tôi mới yêu cầu quý vị tụng thần chú thủ Lăng Nghiêm. Như vậy đó ma nó mới không có giả được lúc quý vị lâm chung. Quý vị hiểu không quý vị? Đó là Bồ Tát Kim Cang Tạng, phải không? Thành ra ông đó tới tướng lặn xuống tới là Ma Dương rút liền. Còn mình bây giờ mình không tu cái đó là nó hiện ra Đức Phật A Di Đà, là quý vị chết rồi. Kể cả ngày gì mà quý vị nhớ, mà ai đọc sử biết là cái ông tổ U Ba Cúc Đa đó, ông là tổ chứng A-la-hán rồi đó quý vị. Nhưng mà ông lại làm thầy của một con thiên ma ba tầng. Thiên ma ba tầng ông làm thầy đó. Vậy mà ông nói là nhà ngươi có thấy mặt Phật không ta, bây giờ ta sanh sao? Ông là tổ nha, tổ thiền tông á, U Ba Cúc Đa bên Ấn Độ, ông giỏi lắm chứng A-la-hán à. Ma ba tầng xuống vậy mà ông dùng thần thông ông bắt á. Vậy mà ông nhớ Phật quá. À, tổ nhớ ta nhớ Phật quá, vậy nhà ngươi có biết Phật Thích Ca sao? Nó dạ con, ở thời Đức Phật Thích Ca mà ông tu 49 ngày theo Bồ Đề đó. Con lúc đó là con em con phá ông đó mà, phải không? Thành ra thì Ma Ba Tường nó sống tới mấy trăm triệu năm lên. Thành Đức Phật nhập diệt mất có 26 ngày, tính ra chưa được dây của nó mà. Nhà ngươi thấy Phật, thấy ta còn vậy, nhà ngươi hiện người ta coi coi. Thì bắt đầu á, con ma nó nói nhớ nha, con biến mình nha, con nói cho Hòa Thượng Sư Phụ nghe nha, con hiện thôi đó nha. Mà Hòa Thượng nhớ mà con hiện giống lắm à, mà Hòa Thượng thấy, Hòa Thượng đừng đảnh lễ nha, đảnh lễ cái con mất phước à. Tao biểu mày làm thì mày làm đi, sao mà tao bị lừa được. Rồi nó biến mất. Chút xíu sau cái tự nhiên á, trước mặt ngài là có một cái đám rừng đẹp thiệt đẹp. Nó hiện ra một cái kỳ viên tịnh xá. Đi đầu là Đức Phật Thích Ca hào quang sáng rỡ, kế là A Nan, kế là Tôn giả Xá Lợi Phất Kiều Trần Như. Tăng đoàn đi nghiêm trang, trên trong thì có trời đế thích, trời dạ ma hộ. Ông tổ đẹp thấy đẹp quá, trong cuối xuống đảnh lễ mất hết rồi. Con đã nói thầy đừng có lại, sao thầy lại? Nó tại mày làm giống quá. Bây giờ thấy rõ không? Thì như vậy đó là ngài chứng A-la-hán mà ngài còn bị thiên ma ba tầng. Vì thiên ma ba tầng là những cái gì mà sanh về tới cái cõi trời phi tưởng, phi tưởng.
nó cao lắm. Quý vị nhớ nha, như bây giờ đạo Muslim đó, họ cũng là xuất phát ra thờ Chúa phải không, Thượng Đế không? Nhưng mà tại sao giờ họ không cho họ là chánh vậy? Mà tại sao họ đòi diệt cái đạo Do Thái giáo và cái đạo Công giáo thì cũng là Chúa hết, lại họ cho họ là chánh quý vị, đúng không quý vị? À, từ đó quý vị thấy rõ rằng phái đám tụng thủ lăng nghiêm cho thầy đi. Đa số bây giờ là tôi nói đây là má của Triển đây nè, đây là Triển, mẹ con ngồi đó đó, bà già đó đó, đã chấp tay đó, để tử ruột của tôi đó, đó. Bà già đó, bà đó, Triển có một cái dĩa chú lăng nghiêm tụng bằng tiếng Phạn, hồi sáng mà lúc tôi tụng rung cái gì giật mình đó, là Triển chỉ biết cái thần chú lăng nghiêm này linh lắm, mà bà lớn cái tuổi này rồi đó, mà ngày nào đó cứ mở trong nhà mà mấy ông anh của Triển là cứ thấy cái chú này tụng bài nhức đầu, bữa nào mà lại thăm mẹ mà mình tắt mấy cái máy đó, thì tắt xong đó là bà già sẽ kéo cửa sổ kéo hết và rú rú không dám ra ngoài. Lúc đó không có ai, là bắt đầu những cái quan gia thấy chủ nó đứng đục vòng nó chọc ghẹo bà thấy người âm mà nói bậy bà làm sáng bà không ăn. Triển chạy qua chỉnh bỏ lại cái máy thủ lăng nghiêm dùng mở lại một cái, thì bắt đầu bà rửa mở cửa sổ và bà ăn bình thường. Bà bây giờ là lúc nào cũng phải có thủ lăng nghiêm, nếu không là quan gia thấy chủ. Nếu bà mà không gặp được chú lăng nghiêm giờ này bà không có yên tĩnh như vậy đâu. Thành ra thần chú thủ lăng nghiêm rất là linh diệu. Tôi in ra hai thứ, một thứ bằng tiếng Phạn. Tiếng Phạn là sao quý vị? Tiếng Phạn là tụng chín âm của cõi trời Phạm Thiên. Cõi trời đó là cõi trời cao nhất trong 18 trường trời sắc giới. Thì như vậy là tiếng Anh nói, là tiếng Anh nói tiếng Thiệt. Còn mà tụng chữ Hán á, thì tụng chữ tiếng Phạn là How are you, mà tụng tiếng Hán là Hu, hay là gì? Hu la yao. Ví dụ như tôi nói nghe nha, bây giờ Ba Dương mới là phải không? Thì người tụng đó là How are you, ha, you, you là cái rồi là trên đó cõi trời xuống. À dạ tôi khỏe mấy con ma đi. Rồi cái người mà tụng chiến mà nó không có giống, nó tụng tiếng Nam tiếng Việt á, là sao? How are you là Hu ba yao, Hu ba yao, Hu ba yao. Tụng hồi cái ông Bồ Tát nó nói cái gì vậy, tôi nghe nó có dao, có dao. Rồi tụng cả tiếng đồng hồ sau nó mới xuống, thành hơi chậm chút nữa không? Có dao nó búa cũng xuống. Rồi, Diệu Khai vô phải không? Vô đây, nó đi cô. Tôi bấm tạm stop cái thâu này chút xíu. Dạ rồi, cô vô đi. Rồi, tới chỉ một tiền quan trọng hơn một pháp. Không cần, không cần, coi như chuyện đó. Nói ngày nay với ngày mai cọp được bao nhiêu thôi, luôn cả khích thực bao nhiêu vậy thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được rồi. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni, thưa quý vị tăng sa di, tăng sa di ni cùng toàn thể quý Phật tử đã hiện diện tới pháp hội hôm nay cho tới ngày hoàn mãn. Diệu Khai xin phép hôm nay báo cáo tổng số chứ không có chi tiết giống hôm qua. Hôm qua đó Diệu Khai đã báo là 2.9450 đồng quý Phật tử đã cúng dường. Nhưng mà tối hôm qua Diệu Khai ở lại đây, Diệu Khai đã thâu thêm được 1.970 đồng, cũng gồm có những pháp hội và cầu an cầu siêu nghiên cứu dường sư phụ. Hôm nay đó đi khất thực được có 4.031 đồng. Và suốt từ sáng đến giờ Diệu Khai đã thâu được thêm quý vị cúng tất cả các Phật tử đến viếng chùa hôm nay cũng như toàn thể quý vị mấy ngày qua là 2.494 đồng. Đại Bích với lại Dược sĩ Đào cúng thêm mỗi người 100 nữa thì tổng số tiền 18.145 đồng. Chưa hết. Và con số này có thể nó sai bị chức định, tại vì gửi tiền đem qua đem về Diệu Khai không có kiểm thực tế là được, nhưng mà trong này có riêng 400 đồng không cộng, không có tính vô là thế này, không có kiểm đây. 100 đó là do một vị Phật tử của chùa này đã thờ hương linh 7 vị ở đây, cho nên yêu cầu Diệu Khai là cúng riêng cho chùa Bồ Đề chứ không cúng vô pháp hội, thì Diệu Khai để cái phần đó đưa cho chị cúng riêng đó. Cái thứ hai nữa là có mấy vị Phật tử của thầy đã cúng dường ủng hộ pháp hội hôm nay, và hai vị đó, ba vị đó cúng tất cả là 300 đồng để ủng hộ đài thiền nhân của Tết Tịch và nới rộng chánh điện của làng Di Đà một ở thành phố Con Rô. Đó là không có kể mấy trong đó. Như vậy tất cả là 18.145 đồng hôm nay tổng số, thưa sư phụ. Chưa hết, hồi nãy tôi sư ông Suối Phương nó lên đó,
Thành ra cái tiền đó là Lạng Phương nó gửi vô Pháp Hội Chùa Bồ Đề. Hao bao nhiêu? $1,000 phải không con? Rồi, cộng vô. Vậy là 19.145 đồng. Tiền là công phương hồi nãy đó. Dạ. Con xin thẩm niệm công đức quý chư vị và chúc quý vị có một ngày vui, một pháp tu vui và mạnh khỏe trên đường trở lại làm việc bình thường cho ngày thứ hai. Di Đà Phật. Cảm ơn. Điều 19.700 đồng đó chưa có chi phí, nhưng mà tôi bảo đảm từ đây tới chiều cũng còn cũng lên tới hơn 20 anh, chắc chắn. Sư mấy cái người sư ông thục tụi nó móc lên nữa. Tại vì tiền không có đem đến hạnh phúc. Tiền không đem đến hạnh phúc. Ai mới đồng ý tiền không đem đến hạnh phúc cho tay thật ơi. Cho tay lên. Như vậy đem lên bỏ vô đây. Cách làm việc của thầy trò chúng tôi là công khai tài chánh. Quý vị đồng ý không? Là rõ ràng đâu vô đó. Rồi sau khi đó chi phí tiền mua y, mua áo, thỉnh kinh, ấn tống, mua vé máy bay cho tất cả tăng ni để làm việc này, chi phí tất cả mọi cái chuyện everything hết. Rồi lúc đó thầy với cái vợ chồng của ông Trần Quán Niệm là hội trưởng chùa mới ngồi lại chia hai ra, phải không? Chia hai ra rồi đó là bắt đầu á, hai thầy trò mới quýnh trụ trì ra cái gì ăn cái đó. Thành ra ông có năm rồi cũng vậy, sau khi chia chúng tôi chia hai thì năm rồi chia được á, là cái hệ thống của Tầm Nguyên á là có được 10,000+ và làng Di Đà ở bên đây cái chùa Bồ Đề đây cũng được 10,000+ phải không? À, đó thành ra làm việc rõ ràng sòng phẳng là chúng tôi vẫn dùng vào trong cái số tiền chia ra, thầy cũng không lấy đồng nào mà thầy đưa về đó để tiếp tục xây dựng cái đài thiền nhân và cái đài tổ quốc thi công cho những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Bắt đồng ý không? Thầy không lấy đồng nào đó. À, mà nếu mà rõ ràng đâu đó như vậy mà quý vị thấy ủng hộ cái đoạn đường nói làm việc của thầy Thông Lai và ban trị sự của chùa Bồ Đề thì 2014 biết đâu thầy trò chúng ta nếu còn sống sẽ còn trở lại đây để cùng nhau tu học, để cùng nhau để mà sách tấn nhau, cùng đem lời Phật dạy, để rồi người già thì được giảng sanh, người trẻ thì hiếu thảo, và kết quả là thầy trò chúng ta sẽ được về Tây Phương Cực Lạc, được không quý vị? Rồi bây giờ nó tạm ngưng cái này một chút, chuyển đem cho thầy cái dĩa Lăng Nghiêm, có chưa? Để cho người nào muốn chết mà biết được Phật Di Đà thiệt và người giả là để cái dĩa Lăng Nghiêm này vô, là ma là chạy liền một Phật Di Đà thiệt. Quý vị để đi, 21 ngày tôi đã cứu nhiều người. Con cái đám vừa rồi đó, cách đây nè, hai cái đám cùng bị được, mà con cháu của cái đám biết tụng thủ Lăng Nghiêm, bây giờ cái ông nó còn sống, còn con cháu không biết tụng thủ Lăng Nghiêm thì tôi đã làm trực thánh thứ ba thứ tư rồi đó quý vị. Thủ Lăng Nghiêm nó có khả năng là ngăn chặn quan gia thấy chủ người già mà tới lúc gần chết mà họ thấy nó hiện ra nó nhát tiết á, họ bị khủng hoảng họ chết thôi. Hoặc là nó hiện là người thân nó rủ đi chứ đi theo là đi theo, nó hiện ra cha mẹ cứ mừng quá đi theo tức là đi chết luôn. Còn có cái chú đó thì khi nào thọ mạng hết thì Đức Phật A Di Đà hiện ra, lúc đó mới là đúng đó quý vị. Bởi vậy trong nhà thiền họ có nói là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma là gì đó, không? Đó là những người họ có đạo lực, còn mình không có thì mình nhờ các vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát ở đó hộ, chỉ có Phật Di Đà mới xuống được, còn ma dương không có lời vượt qua được cái hàng Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát. Tôi khuyên khinh quý vị, ai muốn xin dĩa Lăng Nghiêm để thủ, trời muốn chết nhiều quá ha. Họ nghe tiếng Phạn đi được rồi, bước cho họ nghe này, cái âm thanh là tiếng Phạn nè. Một cái dĩa là tiếng Phạn, tiếng này là How are you? Một cái là tiếng Việt là Who are you? Ai muốn How are you thì đưa lên. Rồi đưa xuống. Nói đúng, tại vì nói đúng không chịu hiểu nói cái gì, phải không? Thank you.
Khi có cha mẹ mà bắt đầu thấy người âm, hoặc cha mẹ có vẻ là ban đêm, có vẻ sợ sợ, mà có vẻ là triệu chứng ăn đêm mà không ăn ban ngày, mà có vẻ là rút vào trong nhà mà không muốn giao tiếp, quý vị mở cho thầy đi, trong vòng cái là 3 ngày là bình tĩnh trở lại liền, sạch liền. Thầy mở vậy đó, nói đâu có lớn tiếng đâu. Turn on microphone please. Quý vị lấy cái dĩa này trong vòng mà cha mẹ có cái thổi tướng mà thấy người âm rồi đó, à, nói bậy bạ đó, cái gì mở lên tỉnh lại như thường đó. Cái gì không? Thầy, nhưng mà nếu mà ba mẹ mình không phải đạo Phật mà như thầy nói triệu chứng như vậy, con cũng dặn cái đó lên được, dặn được như thường. Dạ. Dặn được như thường. Cái này là đẩy rồi ma quỷ đi thôi. Hả? Ma thiếu nợ là ma nào? Ma thiếu nợ là ma nữ đa tình với bọn gì nữa? Con là Nguyên Quang, con có một câu hỏi về chú Lan Nghiêm. Trước đây con có nghe ban giảng của thầy ấy, thì con rất là thích chú Lan Nghiêm và con đã bắt đầu tụng, nhưng mà con không có phát nguyện. Nhưng mà khi con tụng gần tới khoảng một tháng á, thì nó gặp cái chứng duyên là sau mỗi lần con tụng chú Lan Nghiêm á, là nó sẽ tự nhiên nó phát sinh cái ái dục, và sau đó con sợ quá con đã bỏ, rồi con tụng lại chú Vãng Sanh với lại niệm Phật như thường lệ mà con đã thường làm. Mà, nhưng mà sau này con không có can tâm, cỡ khoảng vài tháng sau con lại tụng lại, rồi cứ khoảng cỡ chừng một tháng con lại bị như vậy. Và cho nên con cái lần thứ hai là con có phát nguyện là con tụng cho đến khi con chết luôn, nhưng mà nó lại trở lại như vậy. Cho nên con đã đứng trước Phật đài, con đã nói với Phật là cho con xin không tụng chú Lăng Nghiêm nữa, và con đã tụng lại chú Vãng Sanh với lại niệm Phật như thường lệ. Con có câu hỏi là chú Lăng Nghiêm không dành cho cư sĩ chưa có gia đình, không có gia đình, với lại xuất gia thì tụng được, còn nếu mà cho những cư sĩ trẻ mà còn có gia đình thì không thể tụng được, phải không thưa thầy? Cái đó không đúng đâu. Con ngồi xuống thì cảm ơn con. Hồi xưa đó, ở Việt Nam đó, tất cả các hệ thống chùa chiền không cho cư sĩ tụng thần chú Lăng Nghiêm, mà chỉ cho tăng sĩ tụng vào 4 giờ sáng. Thì chúng tôi cũng theo cái đó mà chúng tôi làm cho tới khi tôi qua bên Mỹ này, tôi gặp ân sư của tôi là người Hoa. Ân sư nha, quý vị đừng lầm nha. Bổn sư là thầy của mình, y chỉ sư là thầy dạy giáo lý, ân sư là thầy cứu mạng. À, thầy cứu mạng tôi thì ông mới nói thế này: con có biết là thần chú Lăng Nghiêm là thần chú gì trị cái bệnh dâm? Sở dĩ có cái thần chú Lăng Nghiêm là ngài A Nan sắp bị phá giới dâm với bà Ma Đăng Già. Do đó Đức Phật đang ngồi thọ trai tại trong cung vua Ba Tư Nặc, và Đức Phật có thần nhãn, ngài biết rằng đệ tử mình đã vô phòng và xém bị Ma Đăng Già nghĩa là phá giới, thì ngài tung cái thần chú đó bằng một cái vị quá Phật, và ngài văn thù sư lợi Bồ Tát mới đem thần chú là lại đọc cho ngài A Nan và cứu ngài A Nan khỏi tà thần của cái thần chú của ngoại đạo. Thì như vậy là giải nghiệp dâm. Thì bây giờ tại sao mà 4 giờ sáng bắt mấy ông thầy tụng? Thì hòa thượng hỏi: con là đàn ông, con cũng là sanh ra do ái dục. Thì bây giờ tôi hỏi những cái người đàn bà đây mà nó có chồng, đàn ông họ nổi dâm vào lúc nào? Từ 4-5 giờ sáng đó quý vị. Phải không vừa? Không, cái đó là tôi nói sự thật đó. Đầu hôm á, không có nổi dâm mà 4-5 giờ sáng bây giờ nổi dâm. Là mấy ông có vợ mà còn nổi dâm, mấy ông ăn mặn mà còn nổi dâm, có vợ bên là chúng tôi là những nhà sư ăn chay đường, mà tới 4-5 giờ sáng nó nổi dâm, thành nó tới giờ đó sách đầu tôi bây giờ tụng chú này cho bây hết dâm luôn. Trong đó có câu gì không? Bà già bà đế, bà già bà đế, chứ đâu có bà trẻ bà trẻ bà trẻ bà đẹp đâu. Ha 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 ha
Có không? Lăng Nghiêm có câu bà già bà đế không? Dạ có. Chứ đâu nghe bà trẻ bà đẹp mà tụng sáng tụng bà già bà đế, chứ là nghĩ cô nào cũng bà già bà đế không. Tức là nó trẻ bây giờ vài bữa nó sẽ già đó. Thấy không? Thật cho vui chứ thật ra đó, cái đó là có năng lực cho chúng tôi trừ cái nghiệp dâm. Nhưng mà tại sao con tụng, con lại ái dục, con nói câu này ông Dượng lâu nay không tụng, Lăng Nghiêm dẫn tụng cho coi. Ông Dượng này đó có khi nào tụng Lăng Nghiêm không quý vị? Không có, đã mất mấy phim. Là bữa nay ông nghe con nói câu này là con là một vị Bồ Tát làm cho ông tụng chú Lăng Nghiêm dẫn cho tụng mình sanh ái dục. Người ta tụng ta diệt dục mà con tụng con sanh ái dục, thật ra cái đó là ma chướng đó. Ma chướng đó nha. Khi mà con tụng với cái tâm thành mà con sắp sửa là coi như vào thủ Lăng Nghiêm đại định đó, thì thiên ma ba tầng nó sợ con nữa là thoát khỏi cái vòng tay của nó. Và chính thiên ma ba tầng đó nó sẽ suối hay lắm con mặt. Tôi nói cho quý vị nghe, một cái ông thanh niên á mà xấu đuôi xấu điếc gì á, tôi nói là bây giờ là đứng lên đây hai mũi đen thì lỗi nha, xin lỗi đi đây chú, thầy xin lỗi chú nha, chứ không phải kỳ thị nha, tại thầy tôi vui nha. Cái ông này đó ngày hôm qua đó, hai ông này vô mà tóc quăng á, phải không, mà đây cái cột nhà trái đó hôm qua vô đó là mình thấy mình sợ không? Sợ tưởng là xã hội đen vô đây kiếm gì cậu nó mướn để mà làm cho thầy thông lai ma chướng, nhưng mà bây giờ đắp y rồi đó thì mình nhìn cái mình tưởng là đạt ma sư tổ. Đúng không? Đừng để hai năm lâu nữa là đi ra đường nữa là đạt ma sư tổ. Như vậy là cái y cái áo này nó làm cho đẹp lắm, bởi vì thấy rõ chưa? Thành ra đó ông này bây giờ tụng Lăng Nghiêm xong nha, về con có vợ chưa? Con tụng Lăng Nghiêm cho thầy 3 tháng thôi, con bảo đảm con ra đường á là con gái nó thấy con đen mà trở thành trắng. Không tụng Lăng Nghiêm thì đen là đen, mà tụng Lăng Nghiêm là con gái thấy đen là trắng, thấy trắng là đen. Như con á, con bình thường á, con cũng phải lầu đẹp gái, con đứng lên cho bà con coi coi. Đứng lên. Thầy tương lai là chỉ thẳng, nãy giờ không hôn cũng thâu thì cũng quá thâu nha, nãy giờ phát thay còn thâu. Đó, nhưng mà khi con tụng Lăng Nghiêm xong á là nhiều người đàn ông là thua con. Có không con nè? Có. Có không? Không có sao có ái dục được. Đó là ái dục với bạn đời đó chứ không phải là... Ồ, ái dục với bạn đời, ở đây đó là hợp pháp quá, đâu có gì đâu. Chị ngồi xuống đi. Không ái dục với ai nữa thì ái dục với người bạn đời. Thật ra nói cho vui, đúng ra là cái nghiệp đó. Tại sao vậy? Là tại sao mà nó cho? Tại vì đó là tiêu nghiệp ái. Tại sao tiêu nghiệp ái? Tôi nói với ông Dưỡng, hồi đó ông có thầy tụng Lăng Nghiêm, tôi nói cho ông nghe. Hồi xưa ông Dưỡng tụng giỏi lắm, nhưng mà tụng riết rồi đó, nó nói sao không tiêu nghiệp ái. Thì bữa đó nó nói với sư phụ, con không tin Lăng Nghiêm, nhưng mà rốt cuộc sao? Nó khi hồi xưa đó, nó nói nó chưa tụng đó, thì nó một tháng nó mới làm cái chuyện vợ chồng với vợ nó một lần. Sau khi nó theo thầy nó tụng đó, nó nói một sau đó nó tụng một tuần nữa sau nó lên là một tháng nó làm chuyện 4 lần, rồi nó tụng được một năm sau đó một ngày là 3 lần, riết nó nói liền luôn rồi đó. Thì bây giờ nó nói coi vậy chứ đâu còn cái gì nữa, bây giờ hết ái dục chưa ông Dưỡng? Sau khi tụng 3 năm bây giờ hết rồi phải không? Không còn làm gì được nữa phải không? Hết ái dục rồi đó. Không, thật ra đó thầy nói như vậy nhưng mà ma chướng đó nha, đừng có nghe lời ông Dưỡng nha, ông kể vậy chứ không đúng đâu đó. Thật sự ra đó ma dương nó suối không, nó suối mình để chi? Tại vì á con như vậy đó là con, khi mà con làm chuyện dâm dục á là cái con hao tổn tinh khí thần, mà hao tổn tinh khí thần không phải là phạm giới, tại vì con là gì, người con là chánh dâm chứ không phải tà dâm. Nhưng mà mình mất thời giờ, thay vì mình tụng cái mình làm biến, mình buồn ngủ khi mình có người dâm dục nó hao tinh khí thần, thì nó phá còn bằng cái đó chứ không có cái gì nữa. Hơn nữa nó phá còn cái đó là chồng lại thương, đàn ông đàn bà mà có nó thương nhau thì con khó đi xuất gia, con hiểu không? Nó kéo cái ông xã con cản trở, nếu mà con tụng mà không có ông xã thời gian sau con đi xuất gia. Mấy cái người mà tụng Lăng Nghiêm mà tụng đúng đó là tự động cắt đứt ái dục và đi xuất gia đó, thầy mới thẳng cho con nghe đó.
chứ không có gì, cái đó là cái thần chú trì nghiệp sát. Mà trong khi nè, cái để thứ nhất đó là có khả năng trì sát nghiệp. Quý vị nào mà sát sanh nhiều, chỉ trì cái để thứ nhất cho thầy đi. Cái để thứ hai đó, khả năng trừ cái nghiệp tham. Ai mà tham lam trộm cắp nhiều, tụng cái để thứ hai. Và cái khả năng thứ ba đó là tà dâm. Cái nghiệp, cái để thứ ba đó, tà dâm. Và cái để thứ tư là cái khẩu nghiệp. Và để thứ năm là uống rượu. Cho nó lần đầu tiên qua bên chú Center, thầy cầm cuốn kinh. Mà đệ tử thầy bà Tám nhiều quá, thầy ta tự nhiên nhờ in đi gám hơi làm. Cái đệ thứ tư nó làm cho 4 lần remix. Cái đó có thật không vậy? Ai đã từng giữ cái phá tu ở bên chú Center là thầy coi. Tụng 4 lần luôn. Sau cùng là ca cuốn kinh nó gám hơi 4 lần đệ thứ tư. Tối đó tôi nằm ngủ thấy anh sư nói là tại vì đệ tử con khẩu nghiệp quá, ta bắt tụng 4 lần. Lần đầu tiên in mình in 4 lần, lặp đi lặp lại. Thành ra con tin thầy đi. Con về sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Con tụng cái đệ thứ ba cho thầy. Con tụng, thầy cũng tụng 5 đệ đó. Con trì cái đệ thứ ba không cho thầy. Mỗi một ngày như vậy á, con trì như vậy cho thầy 21 tiếng. Con đi luôn như vậy 21 ngày, con tụng lại bình thường không phải dùng nữa. Tin thầy đi. Không, trong năm có 5 đệ là 5 giới, là giữ 5 giới đó quý vị. Rồi, có ai hỏi gì nữa không? Nam mô Di Đà Phật, thầy con tâm. Nam mô Di Đà Phật, thầy con tâm Pháp danh là Minh Như. Con hỏi một câu là cũng như tụng Thủ Lăng Nghiêm là thường thường ta tụng 4 giờ sáng. Mà con thì đi làm sớm quá, không có thể thời gian để mà tụng giờ đó. Có thể con đi làm về con tụng giờ giấc chiều được hay không? Cái đó là chiều là quy mộ của thầy ở trên tầng Thủ Lăng Nghiêm vào 7 giờ rưỡi chiều. Tại vì tất cả Phật tử của thầy không đi làm ban ngày, họ muốn tụng Lăng Nghiêm 7 giờ rưỡi chiều đến tụng Lăng Nghiêm. Phật đâu có chấp nhận thời gian nào. Phật chỉ nói này A Nan, tỳ kheo đi, U Bà Tát, U Bà Di, nếu họ giới của Phật sáng tạo dân vọng mà phạm giới, tụng chú này xong tan hết tất cả những tội lỗi, đặt không đắc giới trời. Con xuống được rồi. Nè nè, bây giờ thầy nói nha. Con bây giờ mà con á, mà muốn kiếm vợ nó, con tin đi, con tụng phát tụng Lăng Nghiêm 3 tháng, tự nhiên có 3-4 con thức tiệt, 3-4 con sinh ra liền. Vợ đâu? Ủa vậy hả? Vậy con xin lỗi cho con. Người con xuống đi. Có vợ nó nói đâu có thật đâu. Quý vị thấy người xấu cái mấy mà bà cái y vô cũng đẹp như vậy rồi, biết không? Đẹp không? Không có giờ nhìn vô chút là ta lắm. Vậy là thầy có cái ở thế này nè. Thầy ở bên kia đó, thầy làm cái tháp của bà Thượng Tiên Quá ở bên làng Di Đà rồi. Mà thầy làm tháp tổ Đạt Ma nhưng mà không có tiền để mà làm tháp tổ. Vài bữa con để râu rìa lông ngực vô là con đứng ở đó, thầy làm lễ khắc thành tổ Đạt Ma được không? Thật ra đó, chúng ta đừng có dựa vào cái tướng. Mà tướng xấu cách mấy mà mặc cái áo cà sa vô nó cũng có đẹp hơn cái gì. Dạ. Tất cả quý vị thấy ông này đó, thật ra đó, tự nhiên mặc cái y vô thấy hiền rồi, còn hẳn qua vô thấy ngầu quá ha. Bác tên nói gì đó. Rồi ai còn hỏi gì nữa không quý vị? Ai thắc mắc gì không? How are you? Who are you? Rồi đưa dần vô đó. Đưa cái máy lên dần dần. Anh Di Đà Phật, chào sư phụ, chào chú. Con ở Việt Nam qua đây đó là con tụng pháp hoa của ông Thích Trí Quảng. Hòa thượng Trí Quảng, dạ. Pháp hoa của cô. Dạ, tụng tới 5 năm thì đầu năm rồi, tới giờ là theo sư phụ tôi gieo duyên. Dạ. Tới bây giờ. Dạ, bây giờ xin tôi gieo duyên luôn mà. Con tụng pháp hoa như vậy thấy có cái gì không thưa sư phụ? Tụng rất là tốt con. Dạ. Con chỉ cần trong này á, tụi con chỉ cần thuộc Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi. Mô hả? Chỉ cần trì Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh rồi mời cụ ngồi xuống đi, tôi trả lời. Dạ. Hồi xưa mà nước Nhật á, tại sao có Pháp Long Trào pháp hoa? Có một thời nước Nhật nó bị động đất rất là nhiều và bão lụt và núi lửa, có phải quý vị? Và cái thời gian đó vào những cái thế kỷ 14, 15 ở nước Nhật hầu như ngày nào cũng có động đất. Mà sau đó
có một cái vị mà thiền sư ổng mới nhập định, thì ổng thấy từ cõi trời Đấu Xuất và thượng Di, Bồ Tát Di Lặc mới nói thế này: hãy tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì lúc đó kinh điển Diệu Pháp Liên Hoa đều nằm ở bên Trung Hoa hết chứ không qua Nhật Bản. Và khi đó cái vị mà hòa thượng nó được cái ngày Di Lặc Bồ Tát báo này: nhà ngươi chỉ cần sai tất cả tăng ni Phật tử trong vùng nào mà muốn tránh khỏi thiên tai bổ độ, chỉ cần Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh 7 chữ thôi được không? Và tất cả trong cái chùa chiền hàng ngày chỉ không niệm gì Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh, mà tất cả những cái vùng nào mình niệm cái đó thì thiên tai núi lửa sóng thần không đến cho dân chúng Nhật. Từ đó sau khi mà hòa bình yên ổn giữa chiến tranh rồi đó, thì vua Nhật Hoàng thời đó mới sai qua bên Trung Quốc và thỉnh kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng mà sau này đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta quá dài và khó thuộc hết 20-21 phẩm. Do đó người Nhật họ cắt xén, họ lấy ra những cái tinh hoa trong đó và làm thành là Pháp Hoa Bổ Môn mà Hòa Thượng Trí Quảng đã làm cho nó gọn tụng. Quý vị chỉ cần mà nhớ được Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh đó, mà khi quý vị đọa vào địa ngục, bước vào ngục, quý vị chỉ nói là tôi biết tụng kinh Pháp Hoa. Quý vị lên Pháp Tòa, quý vị nói tôi xin đọc Diệu Pháp Liên Hoa kinh. Quý vị chỉ Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh, quý vị đọc xong là ông Diêm Vương ông dỗ cái bà ông nói thôi ngưng, tất cả tội nhân đã lên cõi trời hết rồi. Cái đó trong kinh có đó quý vị. Thành ra cái năng lực của Diệu Pháp Liên Hoa kinh cũng dữ dội lắm. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói người nữ nào mà tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này mà giữ giới đàng hoàng, lúc chết được sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, có không quý vị? Không khác quý vị à, ráng tụng đi. Nếu cụ có duyên với Hòa Thượng Trí Quảng tiếp tục tụng, đừng có bỏ nha. Tụng bao nhiêu năm rồi? Tụng 5 năm là Hawaii, bây giờ bỏ là sao? Hả? Hawaii. Ai còn câu hỏi gì nữa không? Đưa cho cậu hỏi. Thưa thầy, bà cụ hỏi tới kinh Pháp Hoa thì con xin hỏi thầy là lúc trước con có tụng kinh Pháp Hoa, mỗi lần con tụng vào khoảng 4 hoặc 5 giờ sáng thì con rất là buồn ngủ, mắt con mở không ra. Nhưng mà con mà tụng vào khoảng 7 giờ hoặc 8 giờ sáng thì không có vấn đề đó. Như vậy là bị... Đúng rồi, tôi cũng vậy. Thầy mà bắt đầu là tụng 4 giờ sáng buồn ngủ, mà sao tụng tới 12 giờ trưa nó phải nè. Cái giờ đó là cái giờ buồn ngủ quý vị. Dạ, con cũng vậy, bữa nào con thức sớm khoảng 3 giờ mấy 4 giờ con tụng cái buồn ngủ lắm, mà bữa nào con ngủ thẳng cẳng tới 5 giờ mấy 6 giờ con tụng tuyệt vời. Tôi cũng vậy đó, Mi Tu. À, nhắc cái kiểu Mi Tu này đó, tôi nhớ ông Dưỡng dạy ông nào mà Việt Cộng học tiếng Anh đó con. Dạ, Nguyễn Tất Dũng đó. Rồi, rồi, ông nói chút đi thầy, đâu con biết tôi đưa lên. Không, bây giờ tôi cho nói, tôi nói được. Rồi, nói chút xíu rồi sao? Dạ, bây giờ con nói nè, quý vị tin á, những chuyện hồi nãy giờ vấn đề bản sanh chắc quý vị biết tin rồi. Nhưng mà ở đây tôi hỏi quý vị có bao giờ, ở đây có ai thấy ma chưa? Có ai thật sự thấy ma chưa? Có không? Có người nào thật sự thấy ma không? Có người thấy rồi đó. Có thấy không? Thoáng qua được không? Có ai nói chuyện với ma chưa? Tôi nói chuyện với ma. Rồi lắng nghe. Vũ ta phóng tay đi. Chuyện này là chuyện có thật chứ quý vị. Nhưng mà trước khi vào chuyện thật, tôi đưa quý vị một câu chuyện này thì theo quý vị nghĩ thật giả. Có một cô gái đó, bởi trên đường đi về nhà thì phải đi ngang cái nghĩa địa, mà cũng sợ ma lắm. Thì bữa đó cô đi khoảng chừng 11 giờ mấy thì thấy trong nghĩa địa có anh chàng thanh niên đi ra. Thì cô là bà gái sao giờ đi đâu vậy? Nói dạ nhà em bên kia mà giờ phải đi. Nói vậy thì vậy cô theo tôi. Thì đi hai người gần qua tới cửa khỏi cái khu viên nghĩa địa đó. Thì cô nói thôi tới nhà tôi rồi, cảm ơn anh, cũng nhờ anh đi với tôi chứ nãy giờ con gái tôi đi bệnh tôi sợ ma lắm. Thì anh thanh niên mới, cô nói đúng, hồi tôi chưa chết tôi cũng sợ ma lắm. Còn bây giờ trở lại cái chuyện là tôi là người trực tiếp nói chuyện với ma, nhưng mà không phải là một cái bóng hình bóng, không phải hình bóng, mà cái cô ma nữ đó lại nhập vô bà xã tôi. Chuyện này tôi kể lâu lắm rồi, không biết chắc quý vị nào đó có nghe qua. Dạ, sư phụ có nghe đó, cô Dị Hảo có nghe, mà cô Dị Hảo thì biết bà xã tôi.
Câu chuyện này là xảy ra năm 1984. Quý vị biết là tôi ở tù Việt Cộng á, từ 75 tới 83 là 5 năm. 84 về thì quý vị biết tù cái tù mà kiểu mà tù Việt Cộng về đâu có làm ăn gì được, thì cũng tìm cách phải làm ăn kiếm chút cháo để sống qua ngày thôi chứ. Thì một bữa đó tôi chở bà xã tôi đi vào một cái shop kia cũng mua đồ để về bán buôn thôi. Cái tối về tự nhiên tôi đang nằm với bà ơi, anh thương em không? Tôi nói trời đất ơi, bà này bữa nay sẽ đổ chiếc kia em, tôi bất tử mà bà là vợ tôi thương bà thương ai. Nó không phải, em không phải là vợ anh, mà bà nói không phải cái kiểu mà nói bình thường với mình, mà nói cắn cái răng này, anh ơi anh thương em không? Răng nó cắn lại mà nói bằng cái môi. Cái tôi dồn bà nói giỡn quái, bà là bà xã tôi mà sao tôi thương bà tôi thương ai? Nhưng mà em không phải là vợ anh. Cái tôi nói trời ơi, bà này nổi chứng, em nói tôi bậy nữa rồi. Bà phải vợ tôi vậy? Em là ma. Cái tôi nghe mất hồn rồi, thật sự nó thuốc sao ma. Chưa thấy ma nhưng chưa bao giờ sợ ma. Thì bà mới, tôi hỏi vậy chứ em là ma vậy, em là ai? Nói em hồi năm 75 ấy, vượt biên ấy, chết ở ngoài Vũng Tàu á. Ngày cấp ngoài Vũng Tàu với em. Cái tôi nói vậy chứ em tên gì? Nói vậy em tên trùng tên với bà xã, bà xã em tên Mai, em cũng tên Mai. Ghê không quý vị? Ha, tôi mất hồn rồi. Cái bà mới nhõng nhẽo nói, anh ơi anh hung em đi. Tôi nói vợ tôi thì tôi hung với cô là ma, tại sao có dám hung? Nhưng mà thật sự mình thấy vợ mình đó, nhưng mà là con ma nó nhập vô. Cái từ đây thôi hung thì hung, rồi giờ sao? Cái nói em thương anh quá. Ấy sao thương, ngay với người sao thương? Nó tại vì á, mỗi chiều vừa rồi đó, anh chở em đi ngang, anh chở bà xã anh á, chở bằng cái xe gắn máy đúng không gì? Xe cái kiểu mà kiểu con Ben mà loại xưa mà sửa lại đó. Chở đi ngang cái nghĩa địa đó, em đứng cái đó đó. Cái em thấy sao mà chị dễ thương quá, mà anh cũng dễ thương quá. Cái em đi theo chị. Em đi theo về nhà này kia nọ, thấy gia đình ăn uống vui vẻ này kia nọ. Cái em thích quá em nhập vô chị. Cái tôi mới nói, cô ơi cô là người cõi âm, vợ tôi là người cõi dương, tôi là người cõi dương, làm sao mà thương cô được. Thôi bây giờ cô là vợ, cô xuất ra đi. Chứ cô nhập vô vợ tôi giờ thì không tốt. Cái cô nói, nếu mà anh muốn em xuất ra thì anh phải ung hung em thêm mấy cái nữa. Cái tôi hung xong, cái tôi hỏi giờ sao muốn xuất ra sao, dễ lắm. Anh đi lấy chén nước á, với lại cái muỗng. Anh nại cái miệng của bà xã ra, nại cái miệng ra. Cái anh lấy nước anh đổ vô miệng bà xã anh á, 9 lần. Đổ vô vừa đổ xong thì anh phải kêu tên bà xã anh. Vậy, thì anh đổ 9 lần thì bà xã anh tỉnh dậy. Quý vị tên uống gì? Ghê thiệt á. Cái tôi nghe vậy không xong rồi. Tôi là tôi đi đổ nước tôi kêu bà xã tôi. Bà đưa ngủ như này mà em. Cái tôi hỏi, ủa cái gì vậy? Bà là mệt quá. Cái hỏi gì vậy? Nói nãy giờ em bị ma nó rượt. Hỏi rượt sao? Nói rượt ở trên núi Bà Đen, ở trên núi gì? Rượt em vô trên núi rồi cái có mấy con ma nó dẫn em lên nhốt. Nó giấu ở trong cái cục đá. Rồi nghe anh kêu mới giật mình để chạy về. Thì thật sự ra nó nhập bà xã tôi mấy lần. Cuối cùng tôi thấy không xong. Bà già vợ tôi đó, tôi mới đi vô một cái chùa thiệt là xa. Không, cái số thiệt là xa. Nghe nói có ông thầy bùa thì ngãi gì cũng giỏi lắm. Nhưng mà thỉnh bùa ngãi về là nó biết. Nó biết nó cái gì. Mà nó khôn quá nữa nè. Tôi nói sáng thức dậy tôi nói bà xã tôi, hồi tối bị ma nhập. Ông này nó chịu tào lao. Tôi nói tôi được, tôi có cái máy cassette mà radio cassette mà thâu ăn đâu gì. Tôi nói tối nay nó nhập vô tôi thâu cho bà coi. Rồi tôi dặn mấy đứa con, tôi dặn nhỏ nhỏ, khi nằm tối bà ra cái dấu hiệu gì đó ha, bà là bộ ho đó, tụi con đi vô nghe làm chứng cho bà má mình bị ma nhập chứ bà nói không có tin. Thì mấy đứa nhỏ đó cũng vô nó nghe rõ ràng bà nói chuyện.
nó chỉ với tôi giống như bình thường vậy đó. Nhưng khi mà tôi giới tay lên cái đầu nằm á, tôi bấm cái máy cassette á, thì nó giật tay lại, nó không cho tôi bấm máy, không cho tôi không. Ghê vậy. Đó, rồi mà nó nhập mấy lần rồi, bà má vợ tôi đi thỉnh bùa về cũng không hết. Rồi má tôi mới đi xin một sâu chuỗi bằng hộp hộp bồ đề, hộp kim cang, kim cang đó. Cái sâu chuỗi đó tôi còn giữ nhà của ông Dượng, tôi đem về thì bà già tôi đập trên cái nón mùng thì nó xuất. Mỗi lần như vậy thì đập lấy cái sâu chuỗi kim cang đập lên nón mùng thì nó xuất. Sau cuối cùng tôi nó nhập nhiều quá rồi, nó nhập đến cái độ mà nó nói anh chỉ cần cho em nhập chỉ khoảng chừng tháng nữa thôi. Thì ban ngày đó, bất kỳ lúc nào anh muốn kêu em về là em về, em mở mắt ra em nói chuyện anh như bình thường. Mà lúc đó tôi ngu cái gì chứ, nếu mà tôi khôn mà tôi để cho bà nhập tới bây giờ cho tôi lấy tiền nhiều lắm, bị thật tất cô bói đó. Bởi vì nó lấy mà cũng hết mà. Nhưng mà thật sự nói đùa thôi chứ mình không có dám giở gì còn cõi âm đâu. Cuối cùng thì mỗi lần cái công an nó nhập vô đó, tôi ngồi dậy, tôi bắt đầu tôi đọc chú, tôi đọc kinh Bát Nhã, kinh Bát Nhã xong rồi tôi dẫn sanh. Rồi ví dụ nó có lôi nó kéo này kia nọ gì đó, nó nhõng nhẽo rồi hung thích này kia nọ đó, thì tôi dứt khoát tôi ngồi Bát Nhã, rồi tôi tụng Bát Nhã, tôi tụng chú dẫn sanh, chú Đại Bi. Cái tụng hoài cái hạnh nó vừa nhập vô, tôi thấy cái cảm giác nhập vào bị hồi mỗi lần nhập dễ cái lắm. Bà xã tôi đương ngủ bình thường giống như người ngủ bình thường, tự nhiên rung mình cái bắt đầu nói chuyện à, là tôi biết rồi. Tôi bình tĩnh tôi ngồi dậy bắt đầu tụng kinh một thời gian, sau nó kéo hoài kéo không được nó đi luôn. Nhưng mà trước khi đi cũng còn nhập được chót, nó nói em với anh chắc không có duyên thôi, em đi. Tôi nói ở chị ăn chiếu sao có duyên được, sao đi luôn với tôi đi, tôi cảm ơn quá trời quý vị đó. Thì câu chuyện nó cũng xảy ra kéo dài cũng khoảng 5-6 tháng gì đó, thì cái dòng nó hồi chịu đi. Mà tại vì lúc đó tôi chưa biết nhiều về Phật pháp, thực sự hồi nhỏ tôi ở chùa, nhưng mà theo bây giờ thì mình tụng cái cầu siêu cho tay kia nọ đó, nhưng mà thật sự không biết, mình chỉ tụng Bát Nhã với lại giảng sanh thôi. Thì cũng hy vọng rằng cái vong họ bây giờ họ được siêu thoát rồi, họ không còn quấy phá nữa. Đó là cái chuyện có thật, và tôi đã tiếp xúc với ma thật, nhưng mà qua cái xác mà xả tôi. A Di Đà Phật. Và A Di Đà Phật, chúng con chỉ có một câu hỏi để thỉnh ý sư phụ là bà xã, bà má của bà xã con á, thì năm nay 90 mấy tuổi, có lẽ nghiệp nặng thành ra cứ nằm một chỗ cho con nít không có sinh hoạt được, nhưng mà đặc biệt là cứ 2 ngày ngủ là 2 ngày thức. Thì tại sao lại có cái trạng thái 2 ngày ngủ, 2 ngày thức thưa sư phụ? Bà cụ năm nay bao nhiêu tuổi? Khoảng 90 mấy, con không nhớ rõ. Mà bà đi đứng nằm ngồi được không? Dạ không, chỉ có nằm thôi, phải con cháu phải đút cơm ăn, không biết gì hết. 2 ngày ngủ, 2 ngày thức. Thì như vậy đó, bà cụ ăn uống bình thường hả? Thì cũng lúc ăn thì vẫn ăn bình thường, ngủ vẫn ăn như thường, vẫn đưa muỗng cơm lên miệng thì ăn. Nhưng mà ngủ mà vẫn ăn được. Dạ và bà có bị stress gì không? Không, là không bị stress. Hai ngày ngủ, 2 ngày thức thì cho thấy rằng đó, bà đã đi vào một cái thế giới. Cái thế giới đó sau khi bà chết đó, bà đi vào cái thế giới mà trong Thái Dương hệ chúng ta đó, nó có những cái hành tinh. Mặt trời là một solar system, mặt trời nằm ở giữa này. Trong thế giới chúng ta kêu là Nam Diêm Phù Đề. Quý vị có thể nói không? Thì cái thế giới này đó, là quý vị biết là từ ở trong gần nhất mặt trời đó, là nó có cái gì quý vị? Gần nhất mặt trời là cái gì? Ai biết? Không phải quả tinh. Quả tinh xa hơn trái đất đứng hàng thứ 3. Hả? Thủy tinh. Rồi kế đó là kim tinh. Và tới là trái đất. Thì thủy tinh nó bay quanh mặt trời có 88 ngày thôi, thành ra loài người sanh ở đó nó tuổi thọ ngắn lắm. Và kế đó, đó là kim dương tinh đó, nó bay vì nó càng gần, ví dụ mặt trời đây, càng gần mặt trời thì nó cái đường kính nó càng gần trái đất đến hàng thứ 3 thì quay dắt vòng là 365 ngày. Và là cái trái cao hơn nữa đó là cái trái quả tinh, thì nó đi tới xa hơn trái đất.
Và như vậy bà sau khi bà chết, bà sẽ về cái thế giới gọi là Bát Cô Lô Châu. Bát Cô Lô Châu nó một ngày của nó bằng 2 ngày dưới này. Thành ra ba bây giờ bà ngủ 2 ngày, bà ngủ 48 tiếng và bà thức 48 tiếng, cho thấy rằng sau khi chết bà sẽ sanh về cái quả địa cầu gọi là ở hướng bắc chúng ta, Bát Cô Lô Châu. Cõi đó là họ sống một ngày một đêm nó đó bằng coi như là 2 ngày của chúng ta. Do đó bà bắt đầu sắp sửa đi về cái thế giới đó. Tôi theo kinh Vũ Trụ Quang Phật tôi nói, mà cõi nó cao hơn cõi này. Bà cụ á không làm gì ác, tôi cho cái nghiệp bà cụ nha. Tôi nói có đúng không nha? Bà cụ tuổi gì? Bà cụ tuổi gì ông nói đi. Bà cụ của bà xã qua là không biết tuổi gì, nhưng bà cụ tu rất là thuần thành. Cái bà nào, bà cụ bà đang nói 2 ngày đó. Dạ là bà má của bà xã qua. Bà tu đàng hoàng không? Dạ tu rất đàng hoàng, rất thuần thành. Bà tu đàng hoàng là tu sao? Nói kiểu nào đàng hoàng kiểu lắm. Lúc nào cũng là đi chùa lễ Phật, con cái trong nhà là đều đi chùa lễ Phật cả. Và bây giờ vẫn, trước khi mà nằm mê man thì luôn luôn là đi chùa làm công quả, đi hộ niệm cho người ta. Nghĩa là hoàn toàn tạo nghiệp, con theo con nghĩ là tạo nghiệp lành không chứ không. Rồi, đi chùa rất nhiều phải không? Ăn chay trường từ lâu. Ăn chay trường từ lâu. Rồi, quý vị lắng nghe nè. Ăn chay trường từ lâu, đi chùa thường, đúng, có công đức. Nhưng mà nhiều khi đi chùa nhiều lại là tội nhiều hơn phước đó quý vị. Bây giờ muốn được giảng, bà không được giảng sanh đâu. Vì người đặt giảng sanh đó, cái người đó thân không có bị bệnh nặng mà không có nằm một chỗ. Nhưng mà bà có cái phước đi chùa, bà sẽ về cõi Bắc Cô Lô Châu. Cõi đó sống 1000 năm, cõi đó có sanh ra, có già mà không có bệnh và chết, có chết, có sanh và tử mà không có bệnh và già. Cái cõi Bắc Cô Lô Châu, cõi đó là một cái nạn, vì họ sống tới 1000 năm lận. 1000 năm của họ mà họ không có bệnh gì, tới ngồi già là tự động họ đi vào trong cái đường lâm thi họ chết. Và cõi đó phước báo thua trời mà trên mình, và họ có một ngày một đêm của họ là bằng 2 ngày của chúng ta. Do đó bây giờ bà sắp sửa đi về cõi đó rồi đó. Là bây giờ bà không làm mà vẫn có ăn. Bây giờ bà không có biết gì hết, tự động con cháu lo, có người giặt giũ. Và bà về đó bà không phải đi làm hết á. Ở cõi đó tự động lúa nó mọc trên đồng, cái hạt lúa nó bự bằng coi như là trái dưa hấu vậy đó. Còn những cái cây ở cõi đó toàn là lụa không à, người ta tự lần xé ra và người ta mặc. Và người ta ở đó đó là sanh đó không có hệ thống gia đình như chúng ta. Mà ở thanh niên nam nữ tái chủ nó thích là nó lợi nó ở nhau một tuần. Nó có những cái nhà nó kêu là khúc cung lầu, những cây đa lớn mà nó như là lâu đài, người ta vào đó ta ở, khỏi có trả tiền bao giờ thì ở trong đúng một tuần lễ sau có bầu. Có bầu có 7 ngày là đẻ con. Đẻ con xong xuôi đứa nhỏ nó lớn lên và nó cứ tự động dục ra ngoài đường đó. Mà ở đó cái cỏ của nó đó, nó như là cái thảm của chúng ta vậy đó. Tới hồi mày đi cầu tự động cái cỏ nó dạt ra, phân rớt xuống tự động nó khép lại, chẳng phải trả tiền xếp tịch, tiền xua, tiền cống gì hết. Rồi trên đó thiên nga, hồng nhạn mà họ không tin Phật Pháp. Khi về tới đó là không còn tin Phật Pháp, nó sướng quá không tin. Thành ra ai có tu cũng 1000 tuổi chết, mà không tu cũng 1000 tuổi chết. Sau khi họ hưởng hết cái phước đó rồi, họ mới rớt lại cái loại người này. Thì bà cụ ở một cái địa cầu cách chúng ta Đông Thắng Thần Châu là quả địa cầu chúng ta, Tây Ngu Quá Châu là ở địa cầu ở cách đây hướng Tây, và Nam Thiền Bộ, chúng ta là Nam Thiền Bộ Châu là hướng Nam, và cõi đó là hướng Bắc. Sau khi bà chết, bà sẽ đi về hướng Bắc, Bắc Cô Lô Châu. Và Bắc Cô Lô Châu là một hành tinh, nó có cái quỹ đạo ở trong đó, tôi không biết cái nào, nhưng mà nó là một hành tinh rất là lớn, có thể là mộc tinh hoặc là kim tinh, hoặc là cái hành tinh nằm xa chúng ta, có cái quỹ đạo rất là xa gấp 2 lần của chúng ta, thì có thể là mộc tinh. Và ở cõi đó đó nó có một cái dần hào quang sáng, nó có một cái dần mà rất là sáng, một cái luồng mà nó sáng trưng. Thành ra lúc đó cái cõi đó một ngày nó dài lắm, vì cái hường hào quang đó nó chiếu sáng và nó soi sáng, thành ra cõi đó lúc nào nó cũng là ban ngày hết, để nó chiếu ánh sáng mặt trời. Và cái cõi đó là kêu là Bắc Cô Lô Châu. Thì bà cụ sẽ có đi chùa, nhưng mà bà cụ không niệm Phật đủ phước để giảng sanh. Thành ra bà cụ giờ này ở cái tuổi 90 mấy mà bà cụ phải nằm tại chỗ. Nhưng mà khi xả hết cái nghiệp báo này đó, thì bắt đầu từ từ bà chuyển qua cái nghiệp báo là 2 ngày ngủ và 2 ngày thức. Ví dụ thầy nói không? À, do đó bà sẽ về Bắc Cô Lô Châu. Nhưng mà ráng là phước, người về Bắc Cô Lô Châu mà nếu giờ chót được trợ niệm được đầy đủ thì người đó về cõi cực lạc và cõi trời rất là dễ. Người đó phước báo cao hơn mình, nhưng mà tu thì không có, mà
chuyên hướng một cái, bà chỉ tu phước nhiều hơn là tu huệ. Bà cụ tu phước nhiều hơn là nghiên cứu kinh điển, bà không có nghe pháp nhiều, chỉ đi chùa cúng dường làm công quả và lo cái này kia. Bà rất là tinh tấn nhưng mà bà không có tu huệ. Thì cái người tu phước mà không tu huệ là một là về cõi trời, hai là về Bắc Phu Lưu Châu, cũng là một điểm tốt thôi. Nhưng mà dưới cái khả năng mà hiểu về Phật pháp của đạo hữu thì bảo đảm về chót về cõi đó cũng là thai sanh, thành có 49 ngày. Vậy đó là một loài người mà 49 ngày để mà về đó, thành ra trong thời gian 49 ngày cụ làm trai tăng, cụ tụng địa tạng, mà nếu mà được đầy đủ duyên lành thì bà cụ sẽ đi về các cõi Phật cõi trời rất là dễ. Thì bà tu phước mà không tu huệ. Thì chúng tôi có một tin để thông báo là lúc nãy chúng tôi nói là chùa đã mua 700 cái DVD để tặng quý vị. Thì tặng ai thì chắc chắn là quý vị liên lạc với ông Minh Như đạo hữu một lâu đó, qua anh em đó. Và sau khi mà thông báo 700 DVD chùa mua thì bây giờ có gia đình của Diệu Thảo và Thiên An tình nguyện là cúng dường 700 cái đĩa đó để tặng. 700 đĩa đó để tặng tất cả quý vị, thành ra chùa Bồ Đề vẫn còn 2.000 đĩa để mà in thêm. Thành ra xin quý vị một tràng pháo tay để chúng ta tán thán công đức của gia đình Diệu Thảo và Thiên An. Ông muốn hỏi cái gì phải không? Để đưa cái microphone. Con đưa gần dạ. Con một người quê, bà con cũng 90 mấy tuổi, là bà cụ nằm một chỗ cũng giống như trường hợp của mình. Có điều nói nhưng mà bà cứ hai ngày ngủ cho hai ngày tức, nhưng mà bà mê, bà không có tỉnh, bà cũng cứ tỉnh là đòi ăn. Vì mà khi sống đó, bà không có làm điều tốt, bà tham, với lại bà ác khẩu. Mà bây giờ thì đi tới cái tình trạng thức thì đòi ăn nhưng mà không biết nữa, cứ ngủ mê rồi dậy ăn mà không biết về nhà nữa, mà không có đi được, cứ cũng bị lót tả rồi không có thử. Mà rất là bây giờ bắt đầu cái người nó hết sưng rồi, bắt đầu nó sẹt xuống, bắt đầu nó ăn lép từng cái lòi cái xương lên. Rồi cảm ơn cô. Như vậy hồi nãy người thân của ông Trần Quán Niệm là bà này có tu, có đi chùa, có ăn chay trường, thì bà về khỏi Bắc Lưu Châu bà tu phước và không tu huệ. Còn bà này không có tu mà ác mà xấu thì cũng là 2 ngày ngủ 2 ngày thức. Thì nó có một cái cõi người ta kêu là nhân phi nhân, tức là cái cõi đó mình kêu là cõi quỷ thần đó quý vị. Quỷ thần nó có 3 loại: sanh di tướng, tử di thần. Loại quỷ thần có phước đức là những người mà sống á, mà trưng dưới nước như ông Quan Công hay là những ông này ông kia đó thì làm thần được người ta cúng kiến, không bao giờ đói, là loại quỷ thần có quay lực. Và một cái loại nữa đó là coi như tiểu quỷ là hay là loại ma. Thì ở dưới đó, đó cái thế giới đó cũng trong 4 trái của chúng ta thôi, mà cái đó có nằm ở một cái đường quỷ đạo bay, mà nó cũng là tương đương ở đó. Nó kêu là nó cũng về một cái trái đất đó, trái đất đó cũng là trái đất của Bắc Cô Lô Châu. Nhưng mà quý vị nhớ, quả địa cầu chúng ta chỉ có một vị hộ tinh là mặt trăng thôi. Nhưng mà ở trên đó, ông Mộc Tinh cũng có tới 60 cái mặt trăng. Và 60 cái mặt trăng đó nó cũng quay trên cái vĩ đạo của cái anh Mộc Tinh. Do đó về đó, cái loài đó, đó về ánh nắng nó cũng yếu hơn, về cái phước báo yếu hơn. Và cái loài đó sẽ là dễ tri đá dầm, về đó là một loại tiểu quỷ ở một cái tiểu châu, và sống một cuộc đời thua loài người. Mà gì đó thỏa mãn như vậy để chi, họ cũng sống 1.000 năm, nhưng 1.000 năm đó để chịu cái quả là đói, còn cái kia là 1.000 năm để hưởng cái quả là sung sướng. Nó khác nhau chỗ đó đó quý vị. Trong kinh Phật có nói rõ về tiểu châu, tức là một hộ tinh của Mộc Tinh, nó cũng quay cùng quỹ đạo, cũng như mặt trăng với chúng ta, nó cũng đi như vậy mà nó cũng đi theo trái đất. Nhưng mà mình sanh về tiểu châu chứ không phải là đại châu, mà cái tuổi thọ cũng vậy. Nhưng mà chỗ đó nó là một loại tiểu quỷ ở, vì nó là một cái tiểu châu, nó cái vấn đề mà cái hút sức hút nó yếu hơn, sức hút của nó yếu hơn, thì nó là không có giữ được oxy, mà không giữ được oxy do đó cây cối nó không có tốt được, mà nó giữ toàn là khí carbonic, do đó loài sanh về đó toàn là cây độc, và cái độc không có được sửa. Cũng như tại Hoa Kỳ này, cùng trồng trái bơm,
Mà ở đây cái bồn nó lớn hơn, còn trồng cái chanh cũng lớn. Còn ở Việt Nam, chúng ta ở ngay đường xích đạo, chúng ta bị cái gì quý vị? Bị chất phóng xạ từ mặt trời rất nhiều. Do đó những dân tộc ở ngay cái vùng mà xích đạo bị phóng xạ rất là nhiều. Dùng nhiệt đới, tức là cái chất phóng xạ từ không gian mặt trời đưa thẳng vô trên trực tiếp. Do đó hoa màu của những nước mà ở cái vùng đó là nhỏ hơn những nước ở vùng ôn đới. Thì cũng vậy, bà cụ sẽ đọ suốt thua loài người ở cái cõi đó, tuổi thọ cũng bằng với tuổi thọ Bắc Cô Lô Châu, nhưng mà phước báo là về đó để đói và trả nghiệp. Phật nói rõ như ban ngày. Thôi bây giờ để trở lại vấn đề đây. Trong này là in ra cái dĩa này, tôi phương tiện luôn, đây là cái dạng MP3 phải không con? Trong này có thần chú Lăng Nghiêm Phạn Âm, quý vị thủ là bờ hộ mạng. Khi có cha mẹ bị ma chướng nổi lên, thấy những hiện tượng giống như Kinh Địa Tạng Bồ Tát nói là thấy người âm, thấy những cái gì đó để lưu niệm. Trong này nó có cái trát là Phạn Âm, chú Lăng Nghiêm. Rồi kế đó là tâm chú Lăng Nghiêm. Tâm chú Lăng Nghiêm là dùng tụng nội cái là cái phần mà cũng là lấy bị sude rồi đó, đó cũng là lấy bị sude bây giờ mà sao ra đi buồn đau buồn đi mà sao không sao à? Cái câu đó đó là nó ngắn nhưng mà nó tổng kết, nó có thể là đẩy tất cả các loại đó là cái tâm chú cũng như là chú đại bi. Nó có cái câu là cuối cùng là ám tấn tiện đô mạng ra la bạc đại gia ta bà hai, nó nói hết tất cả những cái câu kia thì cũng có trong này luôn. Kế đó dành cho những người có cha mẹ bệnh nặng mà cầu sống không được chết không chết, quý vị mở 108 đến chú dược sư đã tụng sẵn trong này. Mà cái chú dược sư này đã trị cho một cái người khi tôi đang làm đàn dược sư ở bên làng Di Đà Indo, có một nam Phật tử bể một lượt hai cái mạch máu trên não và gửi tên vô tụng xong thì anh tỉnh dậy. Tới giờ này hình như vợ ông còn đây, vợ đang nấu ăn ở dưới mà bác sĩ biểu mổ mà không mổ, tới giờ này vẫn sống, nó nói impossible luôn. Trong này cũng có luôn. Và kế đó là tụng Lăng Nghiêm Âm Hán như buổi sáng chúng ta tụng đó. Thì quý vị muốn tụng cái đó, quý vị nghe cái đó hoài để mai mốt quý vị có thể tụng được cái âm Hán, là cái âm hồi sáng chúng ta tụng. Công lực của âm Hán bằng 85% của âm Phạn nhưng mà dễ tụng hơn. Còn cái kia là các cái âm mà do các quý vị mà người Tây Tạng họ tụng nó thành hơi khó nghe, nhưng mà năng lực rất mạnh. Một bên là How Are You, một bên là Who Are You, cái nào cũng được hết. Bằng chứng là cái bà cụ đó, bà đi thi tiếng Anh đó, mà bà bát đó, tụi Mỹ nó nhận bà làm đó. Hồi xưa chứ 35 phải không? Hồi đó bà làm khá nhiều, tính là tiền Việt Nam hơn mấy ông sĩ quan đó phải không? Đó, mấy ông sĩ quan How Are You nhưng mà lãnh năm có 5-6 ngàn mà bả này Who Are You mà How Are You bả làm nhiều hơn. Bả làm 10 ngàn mà trong khi hồi đó, 10 ngàn mà năm nào bà? Năm, hả? 66 mà làm 10 ngàn đó. Hả? Mà trong khi đó, ông biết How Are You làm bằng bả không? 66 mà làm 10 ngàn tháng đó. Dạ, năm 66 đó, giáo sư trung học địa vị cấp chỉ số 407 đó là 7.200. Đó, như vậy là nói tiếng Mỹ giỏi đâu bằng là bả đâu. Phải không? How Are You đâu bằng là gì? Who Are You? Dạ, quân đội mà bà không biết tiếng Anh rồi bà nói sao mà nó nghe. Mà nói gì nó biết hết. Nói sao rồi? Tôi muốn những người này kiếp sau sẽ được làm người sanh ra gặp Mỹ nói lời How Are You là Who Are You. Cái lộn sao đây coi? Anh như là bạn chặn tôi bộ. Cái lộn sao? Dạ. Đầu tiên vô năm 66 thì làm ở kho 5 file 6 level làm cho supply. Giờ qua 88-89 lên Long Bình thì làm cho có đã, làm có đã hả? Có đã. Dạ không, làm telephone operator. Có đã. Đó, có đã đạn nữa, có đạn nữa. Có đã biết ông Dượng không? Ông Dượng hồi đó chắc không biết đâu. Tại vì mấy ông nội Việt Nam Cộng Hòa đó với mấy ông ở kho đó ăn hết cái kho và đốt cái kho Long Bình, nó rổ quá chừng nổ. Giờ cái mấy thằng GI lính ở trong telephone tổng đài đó thì đầu bo thì có information, yeah, và cuối bo thì có ở đầu bo thì có reply là mấy ông tướng dây đường dây mấy ông tướng. Giờ cuối bo thì có information, ai cần cái gì cứ gọi. Thì tôi mới qua, tôi chưa có đi học chưa gì, tôi thấy nó làm tôi gieo lên tôi làm luôn.
Tôi làm luôn thì tôi cũng thấy cho cái cô đó có chồng Mỹ, ở Brexit. Thành ra tôi vô tôi lấy cái số đó tôi thế tôi về làm cái thấy mấy đứa kia làm xong bữa nay về 4 giờ mới về 5 giờ. Còn tôi bắt về 5 giờ hoài. Rồi tôi mới hỏi ủa sao mấy đứa bay về vậy tao về vậy? Nói đâu biết đâu thì tại má không kêu người ta. Giờ bữa sau cái tôi vô làm 8 giờ cái tôi lên trên bo tôi ngồi làm. Cái thằng đi ai đó nói Miss Quý, you get out, you work next time. Tôi hỏi why? Yeah. Why? Nghe nói you on girl. On girl. Giờ tôi mới trả lời. Tôi nói never. Never. You know on girl, young girl, xem. Yesterday I work a necktie, today I work a first tie, you know. Nó không cho tôi vẫn làm. Giờ cái gây với nó quá, cái xe dành nó vô cái nó mét. Nó mét cái giờ kêu tôi xuống phạt ký tên gì, tôi không ký. Nó kêu cho phòng nhân viên vô, nó chị ký thì về ngoài em xé. Tôi nói tôi không có lỗi, tôi không bao giờ ký. Rồi, nó làm gì làm, không ký. Rồi sao một lần nữa, cái mấy bà má đi san riêng áp quá. Má đi san là gì? Mấy bà mà quét dọn đó sư phụ. Chứ là má đi san. Má đi san ở đó thì kêu. Giờ cái mấy bà đó biểu bữa nay tới này, mấy bà nghỉ phép một năm, nó được nghỉ được 15 ngày đó sư phụ. Giờ nó bắt mấy đứa kia, nó đứa nào cũng riêng áp rồi. Kêu tới tôi không làm. Rồi nói bao nhiêu người làm cho mày không làm. Tôi nói mày phát lương ốp rê, tao ăn lương ốp rê. Mày bây giờ phát lương má đi xanh rồi gáp đi, tao làm nữa. Tại vì tao làm một chốt thì tao thấy. Giờ nó cãi không lợi. Giờ con cũng gây với nó. Tôi nói mày cũng làm mướn như tao, mày ở bên Mỹ mày qua đây. Tao ở đây tao làm tao nuôi con tao. Mày có tiền mày ở bển đi mày qua đây làm như tao mà mày không đúng tao không có sợ. Thành ra mấy bà trưởng phòng nhân viên cũng quen. Nó nói chị làm chung quân đội nó không có quyền đuổi. Chị cứ việc không có cái lỗi gì mà chị không có được hết trơn á. Chị cứ việc ấy nó đi. Đó là lần thứ hai. Còn lần thứ ba là sao con làm cho Bộ Ngoại giao tới giờ này đó. Bộ Ngoại giao? Dạ, có Bộ Ngoại giao nữa, video đàng hoàng. Bà đi công việc cho Campuchia phải không? Con thì không có chữ nghĩa gì biết nhiều. Tại hồi xưa đâu có đi học. Ông già người bên Tàu qua mà đâu có cho đi học. Nhưng mà cũng có cái phước đức. Thành ra mình được đi. Mà người ta làm thì học giỏi thi rất toàn phần mà vô cũng làm thời gian mà nghỉ. Trong khi tôi làm còn mấy tháng nữa là 10 năm nữa. Tới 75 là mấy ông này vô đó. Thì tôi cũng làm giấy tờ lên Tân Sơn Nhất rồi đặng mà đi. Rồi cái năm 75 mấy ông này nè. Chừng đi cái tôi cũng hay nhường. Ai dành đi. Thì kệ. Tôi đi sau cũng được. Không về đâu giờ chốt mình không được đi. Giờ lại chỗ cái chỗ mà cái gì tòa đại sứ Mỹ á đó, lại đó thì thấy ông sếp tôi ở chợ kêu quá mình đâu có lên được đâu, thì máy bay đậu trên nóc nhà tòa đại sứ Mỹ chỗ tổng thống đó, Dinh Độc Lập đó, thì kêu đâu có lên được, thì giấy tờ kẹt rớt lợi cái thôi ở về đi vượt biên, cái tôi cũng giấu giấy tờ đàng hoàng. Đi hết mười mấy ngày. Rồi tại vì bà nhà 74 nó lấy giấy tờ nó gửi về bên Mỹ. Giờ tôi thấy cái hồ sơ tôi có đó hình đó tôi gỡ lại cái hình đó, cái bởi vì đi học tôi đăng ký đi học cải tạo. Rồi cái giờ chừng mà làm giấy tờ tôi mới lấy cái hình đó tôi để vô đó. Đó thành ra cũng cao đăng chiếm ký đàng hoàng.
Vì lúc mà 2007 mà tôi nạp giấy tờ đi á, thì tôi mới nói với Mỹ phỏng vấn. Tôi nói cái hình này đó là hồ sơ của tôi gửi qua Mỹ, cái hình này tôi lấy lại. Giờ nó phỏng vấn xong nó cho đi ra, cái nó cho người thông dịch ra, nói giữ bà đã lại. Giờ đợi cái lát chú đó ra nói là bà cứ đợi đi khám sức khỏe, chế thuốc ngừa thì chưa đầy tháng tôi qua đây. Và qua đây là bà là có quốc tịch Mỹ. Đó. Tức là khỏi cần thi phải không? Dạ khỏi, chưa có thi, con kể sư phụ nghe. Rồi cái đi qua đây nó để cái túi sách đó là di dân quốc tế. Di dân quốc tế. Đấy. Rồi cái nhỏ cháu làm ở chỗ phỏng vấn hay gì đi đâu đừng nghe lời người ta nha. Không có ai làm gì gì sách túi này đi tới đâu người ta giúp đỡ tới đó. Cần cái gì người ta giúp đỡ. Bởi vì qua đây bữa trước hay bữa sau là tôi ăn lương quốc tịch rồi. Có gì đó hả? Dạ. Phải làm bộ ngoại giao mà cái gì. Về sau sư phụ biết sao mà đổi về Sài Gòn Island đó. Mới chuyển nó bớt nhân viên. Giờ làm qua cho Việt Nam. Tôi không làm. Tôi vô CTI học tiếp mấy bà bạn dạy mà. Học tiếp cái giờ theo lẽ mình bị bớt á thì 6 tháng sau mới được vô. Còn nó nói giờ chị xin vô đây đi học thì chị ra được đi làm ăn lương tiếp tục. Thành ra cũng có bớt. Rồi ra cái giờ sau cho làm bộ ngoại giao. Tổng cộng có thể là 9 năm 7-8 tháng gì nè. Thành ra cái giờ chót tôi chưa có lãnh tiền tâm niên mà tiền lương với... Giờ anh lưu của tôi còn là 216 giờ. Yeah. Giấy tờ tôi còn đầy đủ, thẻ cạc đồ không mất một cái gì hết á. Yeah. Thành ra tôi giờ còn giữ. Hả? Bây giờ bà giữ cho kỹ nha. Bà làm bộ ngoại giao bây giờ tôi thấy bà mánh mung dữ lắm. Bây giờ bà làm sao đó, tôi sẽ làm phô hoa, ok? Dạ. Là bà chết, muốn thầy làm phô hoa không? Dạ. Về trển á, dạ. Thì bà nhớ lên trển á, bà coi cái chỗ nào ngon á, bà chiếm, bà cắm đây là chùa Phật tử, chùa Bồ Đề, ok? Rồi bà Phật tử chùa Tầm Nguyên, rồi bà chạy mánh, bà làm sao mà đứa nào nó niệm, nó tu gì giả giả, bà cũng làm lột hình đó đó, coi như là How are you, who are you vậy đó. Bà ngoại giao sao mà nó lên tới trên đó là về được lọt vô thượng phẩm thượng sanh hết được không? Làm bộ ngoại giao của chùa Bồ Đề chịu không? Biết bữa nay nói bữa nay rồi ơn trên sư ông tiêu quá độ cho con dữ lắm và cho nhiều cái lộc mà lại tôi không biết đâu lộc nào chỉ coi cho lộc cỡ nào lộc con bây giờ nói sư phụ có la con không không la không la có chôm đồ có ai không bữa nay tôi qua đây tính là đâu có được đi giờ gỡ mua vé rồi cái nó đi không được cái tôi mới điện ra cái bà bạn bà mua giùm cái bà gửi qua tôi cũng được đi tôi nói hỏi thiện hội tôi đi như vậy qua sư phụ có la không vậy cái nó làm gì đâu mà la tại tôi muốn không biết mình ra đi ngày nào mà bây giờ cũng 80 tuổi rồi quá lời quá vốn rồi thành ra cứ đi đâu được cứ đi và thích cái gì niềm vui mà tôi còn cái ô gương em dân gương xem em dạ. Nhớ câu này nha, mấy ông sanh nam tử đệ tử của thầy mà có vợ già đó thì nhớ là ô gơ anh dân gơ để xem. Không cần về Việt Nam, nghe chưa? Đây là bà bổ trưởng bộ ngoại giao của hệ thống chùa Bồ Đề. Cái này đeo đúng là của chùa Tầm Quyên ở Indigo. Nhớ nha, ông còn quan điểm vợ ông bây giờ cũng là ô gơ rồi đó. Nhưng mà dân gơ giờ ô gơ để xem. Tôi nói thiệt quý vị đó, bà già tám mấy tuổi mà qua Mỹ một mình. Bà đi cái diện là quốc tế mà ngoại giao đâu có con cái đi theo, không phải HO phải gì hết. Mà một mình từ California mà giám hộ ở đây mình tu quý vị thấy ngầu không quý vị? Đi mình á. Nghĩa là bà lâu lâu á, bà lên làng Di Đà, bà tu, bà nói về chỗ nào có pháp hội sư phụ là bà đi chỗ đó đúng không? Dạ. Giờ tháng lãnh thu được nhiều. Dạ, cũng bằng mấy bà. Bằng là nhiêu? Ô gương,
younger yourself. Con thì cách sau này đó là đàn Goodman, đó là em đi Mỹ mà nó là sếp. Mà con thì ở trên video nó bắt xe xuống Sài Gòn Hải lên, mà bên con là quân đội, còn nó là xe viên. Mà tôi ở chảnh đi về đây á, một đám 9-10 người á, ký tên nó biểu đi về, mà vẫn lãnh lương trong khi mấy kỳ lương. Tôi nói không được. Tôi lên Tân Sơn Nhất rồi bộ trưởng phòng nhân viên tôi hỏi. Tôi nói tại sao mà cái thằng Westman nó như vậy, giờ hỏi như vậy là sao. Tôi nói tôi bên kia tôi xuống đây mà nó biểu tụi tôi ký tên về cho ăn lương mà nó không cho làm. Giờ tôi mới hỏi trường hợp như vậy đó, giờ mình làm cái ngân quỹ bên Mỹ đâu có cái ngân quỹ nào mà để phát cho nhân viên đi không đi làm mà được ân liên. Mỹ không có cái số tiền để mà phát cho nhân viên cái đó, nên tôi mới nhờ cô Sang giúp giùm tôi. Chứ nó chờ Goodman nó biết tâm mạnh lắm mà chị dám làm không? Tôi hỏi anh làm như thế nào. Một khi tôi làm là tôi không sợ, mà hãy sợ là tôi không làm. Dạ. Dạ, và thành ra tôi mới đứng đầu đơn tôi thưa. Làm tôi cũng cái mẫu đơn như vậy. Bây giờ thấy bà giỏi quá. Bà bây giờ mà bà giỏi vậy, cái hồi bạn gái bà giỏi không? Chắc nhiều người cưới, nhiều người để ý nó phải có không? Không, tại vì con năm 1945 con thích cái vỏ, con đi bán ơn. Bán ơn là bán sao? Bán mua bánh, mua gì đó bán, người ta tản cư đi hết trơn, con đi chợ mua gì bán. Mà không có ai mê, sao mà có mấy đứa con ở Việt Nam đó? Tại vì ba nó đợi người ở cái gì, ở Vĩnh Long. Thì cũng sau này đó thì cũng 9 năm được ba đứa con, giờ nó cũng ở bển đó sư phụ, thành ra con qua đây mình con mới xin sư phụ cho con vô làng. Không sao, bà cứ đi theo tôi. Bây giờ quý vị thấy từ nay đó là bà cụ là the older younger the same sẽ theo thầy trong lại đến từng pháp hội được không quý vị? Ở dài quá để trả đời cho các người bậc tử. Không, tôi còn một nhiệm vụ nữa. Bà làm bộ ngoại giao của Hoa Kỳ phải không? Mau bà. Vậy bây giờ bà làm sao bà vận động với Nguyễn Tấn Dũng phải không? Vận động làm sao mà nó chịu từ chức để nó trả lại tự do cho 80 triệu đồng bào Việt Nam, dám làm không? Con thì có nói như vậy ở trên đài tiếng nước tôi. Dạ, ngầu đấy. Nói là mấy ông á, cố gắng niệm Phật cho nó hưởng mau hết đi. Chứ mình chữ rủa chừng nào mình càng lâu chừng ấy. Cứ cho nó hưởng chứ đừng chữ rủa. Hưởng hết phước là nó chết rồi. Dạ, hết phước là nó sẽ bị hết thôi. Tới đó là tới giờ ngày là cũng như là cái gì ông Quỳnh Phú Sổ hồi xưa. Sư phụ biết ông năm 45 mà ông Hòa Hảo Quỳnh Phú Sổ đó. Ông giảng mà con còn nhỏ nhỏ, con không biết đường. Coi ông giảng con leo cột đèn. Coi ông Quỳnh Phú Sổ giảng khai ngọn đuốc từ bi tứ thiện gì đó, mà con thì đi theo má con cũng đi chùa nhiều, mà má con cũng có xui già như cái ông trụ trì ở chùa ở Phước Ân ở ngay từ cái vườn ấy. Bởi con thấy sư phụ gieo cái quẻ đó rồi, giống cái quẻ về của cái chùa đó gieo. Hồi đó con cũng nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy năm 63, ông Ngô Đình Diệm đó uống thuốc chảy nguyên nhiều thuốc, mà ăn cơm chảy nguyên hộp cơm. Vậy mà lên đó nằm mấy tháng cái em bớt hết. Giờ con về con ở chùa đó làm công quả, giờ cũng xuống tóc. Giờ tính đi tu mà mình có ba đứa con, mẹ mình nuôi cực khổ, mình đâu có thành đi được cái gì. Thành ra phải về, đặng mình nuôi con. Má không có cho mẹ biết là mình cái gì vô phước. Thành ra cầu nguyện vậy thì tự lên vô rạch giá về làm. Giờ đi lưu con gửi cho nội với ngoại. Rồi, cảm ơn bà cụ Ogre Younger The Sen. Dạ, như là Phật, thưa sư phụ xin phép cho con được chia sẻ chút xíu về những tức. Dạ, dạ. Thưa quý vị là hôm trước đây đó, khi mà nghe đạo hữu chuyển nói là sư phụ sẽ qua đây để hồn niệm
và bà Lê Thị Thảo là thân mẫu của hai vị đây, thì chúng tôi rất là ngạc nhiên. Chúng tôi phải chắc là như vậy là phải là một người có công đức hoặc là cúng dường nhiều thì mới được sư phụ đích thân từ bên bay kia bay qua. Nó hỏi kỹ ra thì bà cô Lê Thị Thảo đó không có được bao nhiêu phước đức, nhưng mà đã tu gieo duyên có hai lần, gieo duyên với thượng tọa hạ khóa tu thượng tọa hai lần, chỉ có hai lần thôi mà sư phụ từ bên xưa tổ bay qua 8 giờ sáng, 9 rưỡi tới đây, từ 9 rưỡi bay tục đến 5 giờ sáng. Thì điều này làm chúng con rất là ngạc nhiên và kính phục là sư phụ đã hy sinh tất cả cho đệ tử của ngài. Ai đó là đệ tử đều được hưởng. Thành ra chúng tôi mới xin quý vị là thế này, thì con xin chia sẻ chút xíu là tại sao Phật tử lại cần xuất tu xuất gia gieo duyên. Đối với Phật giáo Đại Thừa tại Việt Nam, khái niệm tu gieo duyên không được phổ cập rộng rãi cho lắm cho tới thời gian gần đây. Và người đầu tiên chúng con biết là sư phụ đã dẫn 400 tăng ni đi khất thực và tu gieo duyên ở Los Angeles, ở bên California. Trong khi đó tại các quốc gia theo Phật giáo tiểu thừa như Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Campuchia thì tu gieo duyên rất phổ biến và quen thuộc. Tu gia thời gian tu xuất gia gieo duyên có thể từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày, vài tuần hay vài tháng, thậm chí có thể 6 tháng hay 1 năm. Đó là vì chúng tôi biết ở bên Thái Lan hay bên Campuchia thì đúng ạ. Tuy tu xuất gia gieo duyên có nghĩa là xuống tóc, đắp y như một tu sĩ, lìa bỏ gia đình, vào chùa tu cùng bạn đạo và được thầy hướng dẫn về Phật Pháp, tuân theo giới luật thanh tịnh trang nghiêm của một tu sĩ. Tóm lại, tu gieo duyên, như quý vị ở đây, Tân Sa Di và Tân Sa Di Ni, có nghĩa là tu thử, tập làm sao để chúng ta đạt được cái hạnh nguyện của một Tân Sa Di, Sa Di Ni một thời gian ngắn, sau đó nếu có duyên thì chúng ta đi tu thật. Những cái lợi lạc của tu gieo duyên là tu gieo duyên là kết duyên với Tam Bảo. Đây là một hạnh nguyện vô cùng quan trọng. Là một Phật tử thuần thành, thường xuyên đến chùa nghe Pháp, tụng kinh, thấm nhuần lời Phật, lời dạy của chư Phật, chư Tăng, thì trên con đường tinh tấn chúng ta cần tiến xa hơn nữa. Đó là theo hạnh nguyện tu xuất gia gieo duyên, có kết duyên lành sẽ được đạt quả lành. Tu gieo duyên là gieo trồng nhân giải thoát cho đời tương lai. Tu gieo duyên là phát khởi tâm hạnh cao đẹp và lợi lạc như lời khuyến tấn của các bậc cổ đức. Tu gieo duyên là phát bồ đề tâm, cầu quả vị giải thoát thành Phật trong tương lai. Tu gieo duyên là phát tâm đại, đại có nghĩa là lớn, nhắm đến mục tiêu cao quý. Tu gieo duyên là phát tâm viên, đó là giữ giới xuất gia toàn vẹn, giữ tâm tròn đầy, trong sạch, dù chỉ một ngày, vài ngày hay vài tháng đều lợi lạc như nhau. Tu gieo duyên là phát tâm chân, chân là chân thật, không dối, nhân chân thật thì đạt quả chân thật. Tu gieo duyên là phát tâm chính là chính đáng, chính đạt. Tu gieo duyên là tạo phước để hồi hướng cho song thân, phụ mẫu, cửu huyền thất tổ. Thì thưa quý vị đã thấy, hai vị Tân Sa Di đây, sau khi thân mẫu chết, tu gieo duyên để hồi hướng cho thân mẫu, và như thầy đã nói, sẽ đạt được những quả tốt của thân mẫu. Thì chúng ta trong tương lai, trong những pháp hội tới, thì xin quý vị khuyến tấn quý vị là xin tu gieo duyên. Sở dĩ tu gieo duyên thì thầy sẽ có nhiều dịp quay trở lại đây và làm pháp hội cho chúng ta. Nếu chúng ta như là thầy nói kỳ này chùa Bồ Đề hơi ít người cạo tóc, thì chúng ta tiếp tục tu gieo duyên để năm tới hoặc là trong năm nay thầy ghé đây 2 lần, năm tới thầy sẽ ghé 1 lần nữa. Nếu chúng ta chân thành, cái tâm chúng ta thành, thầy sẽ ghé nhiều hơn. Hoặc là có nhiều vị tu gieo duyên thì chắc chắn là ngài sẽ đến hộ niệm nhiều hơn, và đó là chúng ta gặp được những lời chánh pháp và những lời trong pháp thoại mà chúng ta, quý vị, tôi thấy quý vị rất là rất là thích thú và học hỏi được nhiều. Thầy lời khuyến tấn của chùa Bồ Đề là xin tất cả quý vị nên tu gieo duyên để chúng ta còn được gặp sư phụ nhiều nữa trong duyên lành của pháp hội tu gieo duyên. Xin cảm ơn các bạn. Thời gian nó cũng đã sắp tới giờ hoàng mãn. Bây giờ quý vị đã xá giới hết rồi, thành ra quý vị không có sợ vấn đề ăn chiều. Tôi hỏi là băng, con xin hỏi cái gì?
Mấy người, cho nên có hai cha con sẽ là thọ giới. À, hai vị này lại đây. Rồi có người nào chưa xả thì lên đây. Để tôi làm một cái cuối cùng nữa. Đây, Quỳnh Quang Trung đâu rồi? Thầy đặt con là thiện quán. Thiện là thiện nam tử. Quán là nghĩ tới chuyện thiện chứ không nghĩ tới chuyện ác. Còn đứa cháu nội là thiện đồng, tức là còn đồng tử mà lại nó biết về với thiện đạo. Bây giờ chúc cho thầy thiện giới. Câu hỏi sao? Quý vị nào cần chỉa của kinh Thủ Lăng Nghiêm và cũng như mà cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm bằng cái giấy đó thì quý vị họ từ từ để quý vị muốn quý vị xuống ghi danh xuống bàn của Diệu Khai địa chỉ tôi sẽ gửi về hoặc là tuần tới quý vị lại đây sẽ có bảo đảm 100%. Lên thì cho cái pháp danh vào thôi, viết cái giấy, viết cái giấy, cho cái giấy tôi đi giám liệt. Rồi, con thật xả giấy cho con trước hay con bị xuống, ngồi xuống nào. Nghĩa là con tu từ ngày thứ 6 tới giờ, phải không? Thì coi như là con ta gấp tay lại, bây giờ thầy, tới bây giờ con phải trở về để làm bổn phận của mọi người, thầy ra tháng 5 vừa rồi. Thì được xả cho con cái giới là không nằm dùng cao chứa đoạn cái chuông, xả xuống. Xả cái giới thứ hai là không ăn phi thời. Thì xả cái giới là không dâm dục và trở thành là không bảy tình. Và những cái giới là không cất giữ tiền bạc thì con được quyền sử dụng tiền bạc. Là thì xả giới cho con xong nhé. Mà thay vì nó nhỏ nó biết gì cái bác thôi. Quyền sử dụng tiền bạc. Cầm cái giới trong này. Trong này nó có nói này. Khi mà bác đi vào pháp tăng á, là nguyện không làm các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện giữ tâm trong sạch và giúp đỡ cho mọi người, thì bác phải giữ ý giới là không có sát sanh, không giết, không giận thôi, không có điều ác mạnh nha. Nhưng mà không có giết, những cái giận nào mà nó phải làm sẵn trong trời bác được ăn, nhưng mà không có giết thôi. Thứ hai là không trồng cưới thì cái trái không có rồi. Thứ ba bác có chủ là bác sẽ không có giữ lớn chuyện nhỏ là bàn ra. Thứ tư là giữ bác con người bác cũng là giữ là nóng như cái không có láo. Thứ năm là không có rượu. Mà nếu mà bị vấn đề suy da, ngoại da, uống thuốc thì bị bệnh hoặc là do kém thì uống thiện sai thì không hạ. Nếu thứ sáu là không có trở lại. Nếu còn giữ được như vậy thì khi mà con già, con bệnh, con này kia đó thì cái danh như là sư phụ đây thì nếu mà có gì mà lúc mà cần giúp đỡ về tinh thần thì con sẽ liên lạc thì sư phụ có nhiệm vụ lo cho con về cái chủ đề mà về siêu cầu an và đưa cái thành thạo của chùa đồng bạc họ không có tiền nữa. Đó là cái điều lợi cho con, đó là điều lợi của sư phụ. Chân thiện là thiện, quán là thiện, xin quán là lắm chiếu, nghĩ cái chuyện thiện thôi, trở thành điều lợi của thầy. Mà con còn nói nhỏ, không có biết, sao mình lớn rồi mình giải thích cho nó, chưa hiểu gì. Dạ đời. Rồi. Còn đi học bé thì biết gì anh ơi, hãy tĩnh tâm đi nhé, đừng nhìn em đi thêm tội tâm trí anh rối bời, hãy niệm Phật mau đi thôi. Đất trời giao hòa sáng gợi ánh đào muôn nơi, chuông dốc lên tỉnh thức mà hình như anh chưa tỉnh, chuông hiến linh hô kệ trong dùng ngồi mau lên anh. Nhớ
nhớ thắp nhang cúng Phật cho anh xin bật lửa quỳ vái ban cơ Phật anh cầu nguyện xin thưa thương muôn con với nàng thương yêu đến trọn đời miệng khẩn thầm xin chứng giám mắt ngó sang nàng cười duyên vẫn còn đi học bé tự biết gì anh ơi hãy tin tâm đi nhé đừng nhìn nên khi thêm tôi tâm trí anh rối bời hãy niệm Phật mau đi thôi nhớ thắp nhang cúng Phật cho anh xin bật lửa quỳ vái ban cơ Phật anh khấn nguyện xin thương muôn con với nàng thương yêu đến trọn đời miệng khẩn thầm xin chứng giám mắt ngó sang nàng cười duyên ơi anh kia sao lạ cớ chi khi không mỉm cười em vẫn còn đi học bé thì biết gì anh ơi hãy tin tâm đi nhé đừng chỉ anh rồi bời hãy niệm Phật mau đi thôi hãy tin tâm đi nhé đừng nhìn em chi thêm tôi tâm trí anh rồi bời hãy niệm Phật mau đi thôi tâm trí anh rồi bời hãy niệm Phật mau đi thôi Nam Mô A Di Đà Phật Hoàng Bá Đạo Màu xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau dắt chúng sanh qua bờ biển ngàn cho đêm sông tố với nỗi hoang tàn dắt diêu đàn con vượt cơn ách nạn xa xôi tự sanh về vui niết bàn tình giác tin tu tình cần chánh niệm Hoàng Bá Đạo Màu xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau